Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 18. Diệp Quan chỉ gật đầu, đúng thế, đây là quy tắc do Tần các chủ đặt ra vào năm đó. Sau khi đạt tới đăng phong tạo cực, muốn lên thêm một bước thì phải trải qua thiên kiếp là do thiên đạo tự mình giáng xuống. Nơi này là một ranh giới, tiến lên thêm một bước đạt tới chí cảnh mới được xem là một người tu hành thật sự, những người này được gọi là người tu hành tinh anh ở vũ trụ quan huyên. Cô ấy ngừng lại một chốc, rồi nói, hai chữ tinh anh này cũng là do Tần các chủ truyền về. Diệp Quân lắc đầu, thầm hỏi, Tháp gia, Tần các chủ của tiên bảo các này là người tốt hay người xấu? Tiểu Tháp vội nói, người tốt, là người rất tốt, mặc dù tiên bảo các hơi xấu xa nhưng bà ấy thật sự là người tốt, thật đấy. Nó không dám nói dối chuyện này. Nếu không sẽ bị ăn đạn. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan Chỉ, cô ấy cười nói, muốn đạt đến chí cảnh thì phải trải qua thiên kiếp, nếu trải qua thiên kiếp thì có thể nhận được thiên đạo, khống chế sức mạnh thiên kiếp. Thực lực của các cường giả nắm giữ sức mạnh thiên kiếp rất mạnh, họ có thể dễ dàng phá hủy một thành phố lớn chỉ trong một cái phẩy tay. Quan trọng nhất là thần hồn và cơ thể của họ cũng có thể đạt đến cấp độ thiên kiếp để có thể mạnh lên. Cô ấy dừng một chút, lại nói các cường giả nắm giữ sức mạnh thiên kiếp mới có tư cách tu luyện võ kỹ công pháp từ cấp giản trở lên, vì võ kỹ của cấp giản trở lên đều có uy lực vô cùng đáng sợ. Sự tồn tại hơn cả thiên kiếp chỉ có cường giả chí cảnh mới có thể nắm bắt được, có thể nói dưới chí cảnh và chí cảnh là một trời một vực. Diệp Quân bỗng hỏi, Quan Chỉ cô nương, cô đang ở cảnh giới nào? Diệp Quan Chỉ cười nói, chí cảnh. Chí cảnh. Diệp Quân rơi vào trầm tư. Diệp Quan Chỉ cười nói, hơn nữa ta cũng không phải chí cảnh bình thường. Vì ta nắm giữ chí cảnh của vực, có vực của riêng mình. Nếu ta không nắm giữ vực của riêng mình thì sẽ không có nhiều cơ hội đánh thắng công tử. Kiếm của công tử nhanh một cách bất thường. Diệp Quân hỏi, phải làm sao mới có thể nắm giữ được vực? Diệp Quan Chỉ nói, phải đạt đến chí cảnh thì công tử mới có thể nắm vững vực, vì chuyện này cần rất nhiều sức mạnh về thể chất và tinh thần. Cảnh giới bây giờ của công tử quá thấp, dù có nắm kiếm vực thì công tử cũng không thể thi triển được nó, vì muốn thi triển vực cần phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Bây giờ công tử không thể chịu được, nhất là còn phải đột phá đại đạo thiên địa, tự tạo nên vực của riêng mình, có thể nói với cảnh giới hiện giờ của công tử, dù có thi triển được vực e là cũng chỉ có thể kiên trì trong mấy giây thôi. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Quan Chỉ cười nói, ta nghĩ bây giờ công tử có thể phát triển theo hai phương hướng, một là tu luyện thật tốt kinh lôi này để tốc độ có thể đạt tới một tầm cao mới, nếu công tử tu luyện thành công pháp kinh lôi này, chỉ cần không phải nắm giữ chí cảnh của vực thì công tử có thể giết chết trong tích tắc, hai là tu luyện dĩ điểm phá diện. Diệp Quân cau mày, dĩ điểm phá diện. Diệp Quan Chỉ gật đầu, nghiêm túc nói, đúng thế. Chỉ cần thành thục dĩ điểm phá diện thì công tử cũng không bị các cường giả về vực khống chế, đến lúc đó. Cô ấy vừa nói vừa vung tay phải lên, công tử sẽ vô địch trong chí cảnh, dưới chí cảnh thì có thể tùy ý giết. Diệp Quân ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói, ta chỉ đột ngột nghĩ đến dĩ điểm phá diện nhưng phải làm sao để tu luyện đến cực hạn, bây giờ ta cũng không có ý nào khác, Quan Chỉ cô nương, cô có đề nghị gì hay ho không? Ta đều nghe theo cô. Ta đều nghe theo cô. Diệp Quan Chỉ nở nụ cười động lòng người, nói, muốn nắm chắc dĩ điểm phá diện thì phải nắm vững một phương pháp đặc biệt, đó là giới hạn, mà bây giờ thư viện có hai người biết đến phương pháp này, người đầu tiên là Đại Võ Tông. Thực lực của người này rất cao, võ công rất cao thâm nhưng ông ta lại là thầy của người mang thiên mệnh, chắc chắn sẽ không dạy công tử. Diệp Quân vội hỏi, còn một người nữa? Diệp Quan Chỉ cười nói, viện chủ Tăng Vô của Phật Viện. Bây giờ trong số tất cả các viện, ông ta là viện chủ duy nhất ở trong thư viện, ông ta là người của hàng ngàn vạn năm trước. Nhưng ông ta thường ở tại ngôi chùa của mình, chưa từng hỏi han bất kỳ chuyện gì của thư viện cả. Diệp Quân trầm giọng nói, ông ta sẽ dạy cho ta sao? Diệp Quan Chỉ lắc đầu, ta không chắc nhưng công tử có thể đi thử xem. Diệp Quân gật đầu, ừ. Diệp Quan Chỉ cười nói, công tử phải tự mình đi tìm ông ta. Bây giờ ta vẫn còn bị giam giữ, không thể đi với công tử. Diệp Quân gật đầu, Quan Chỉ cô nương, cảm ơn nhiều. Diệp Quan Chỉ cười nói, khách sáo rồi. Diệp Quân cười nói, hôm khác ta lại đến thăm cô. Diệp Quan Chỉ gật đầu, ừ.
Diệp Quân khẽ gật đầu, không nói gì thêm, ngự kiếm bay lên, xoay người biến thành kiếm quang rồi biến mất ở chân trời. Sau khi Diệp Quân đi, Lý bà xuất hiện bên cạnh Diệp Quan Chỉ, bà ấy nhìn xuống bên dưới, khẽ nói, nếu lúc nãy con đánh hết sức thì kết cục sẽ thế nào? Diệp Quan Chỉ mỉm cười, nếu chỉ là tập luyện thì ta có thể đánh thắng hắn, nhưng nếu là cuộc chiến sinh tử thì ta đánh không lại hắn. Lý bà cau mày, tại sao? Diệp Quan Chỉ nhẹ giọng nói, nếu kiếm không có ý chém giết thì làm sao có uy lực? Vừa rồi trong lúc hắn đấu với ta, kiếm đều không có ý chém giết, uy lực đã yếu hơn rất nhiều, nhất là khi hắn thi triển võ kỹ đó, hắn sợ làm ta bị thương, đến thời khắc quan trọng lại thu lại mấy phần lực. Cô ấy lắc đầu cười, lần tập luyện này của bọn ta hệt như chơi trò chơi vậy. Lý bà bỗng nói, hắn là một thanh niên rất tốt. Diệp Quan Chỉ gật đầu, ừ. Lý bà nhìn Diệp Quan Chỉ, không nói gì. Diệp Quan Chỉ bỗng hỏi, bên người Mang Thiên Mệnh có động tĩnh đúng không? Lý bà gật đầu, trầm giọng nói, đúng thế, hơn nữa động tĩnh không nhỏ đâu. Theo ta được biết, trong khoảng thời gian này, ngày nào Đại Võ Tông cũng dẫn Lục Thiên đi chào hỏi khắp nơi, rõ là chúng đang cố gắng lôi kéo mấy thế gia và tông môn kia, con cũng biết gã có thân phận khá đặc biệt, mấy thế gia và tông môn kia chắc chắn sẽ không từ chối gã. Diệp Quan Chỉ khẽ nói, cuộc tỷ võ hôm đó, ta muốn đến núi Thanh Khưu. Lý bà ngạc nhiên nói, tại sao? Diệp Quan Chỉ bình tĩnh nói, nếu hôm đó có ai dám cả gan làm gì ngang ngược, đối xử bất công với Diệp công tử, dù có đánh mất cái mạng này, ta cũng phải đánh thức sư tỷ Thanh Khưu. Không được. Lý bà vội nói, Thanh Khưu cô nương từng để lại lời nhắn, ngoài kiếm chủ nhân gian thì không ai được quấy rầy cô ấy. Con cũng biết đấy. Sau khi kiếm chủ nhân gian biến mất, viện chủ Thanh Khưu đã không còn quản lý thư viện nữa, một khi cô ấy nổi giận, hậu quả sẽ khó lường. Hơn nữa nơi đó có cường giả bí ẩn canh gác, nếu đi quấy rầy, cường giả bí ẩn ở đó chắc chắn sẽ giết con, mà con cũng biết ngay cả nội các cũng không dám ra lệnh cho những cường giả bí ẩn kia, con. Diệp Quan Chỉ lắc đầu, ta biết hết. Lý bà khó hiểu nói, vậy tại sao con còn có ý nghĩ này? Con. Diệp Quan Chỉ quay đầu nhìn xuống bên dưới, khẽ nói, thư viện 5 lần 7 lượt đối xử như vậy với hắn quả thật không công bằng, thế gian này không có đạo lý này. Phật viện. Sau khi nghe ngóng, Diệp Quân nhanh chóng tìm được vị trí của Phật viện. Bây giờ, viện lớn nhất trong thư viện Quan Huyên là nội các, dưới nội các có cửu viện lần lượt là võ viện, văn viện, thiện viện, yêu viện, thiên đạo viện, ám viện, pháp viện, Phật viện, thần đạo viện. Dưới cửu viện là trung khu viện. Trong đó võ viện và yêu viện có thực lực mạnh nhất trong thư viện. Võ viện năm nào cũng đào tạo ra nhân tài xuất chúng, là nhân vật được coi trọng trong các viện lớn. Thực lực của yêu viện cũng rất mạnh, nhưng chủ viện của yêu viện không được xây trong nội viện của thư viện Quan Huyên, mà là ở yêu vực, vì vậy người của thư viện hơi xa lạ với yêu viện. Nhưng không ai dám coi thường yêu viện. Hàng ngàn năm qua, yêu viện mạnh hơn nhiều so với nhân tộc. Bây giờ vũ trụ Quan Huyên đang đấu đá nội bộ, mà viện có ít cảm giác tồn tại nhất trong cửu viện là Phật viện. Bọn họ thật quá khiêm nhường. Viện chủ của Phật viện rất khiêm tốn, những người học Phật trong Phật viện cũng vậy, bọn họ đều là người xuất gia, làm việc gì đều dĩ hòa vi quý, rất ít khi đố kỵ với người khác. Khi Diệp Quân đến Phật viện, hắn nhìn thấy một ngôi chùa cổ kính, ở lối vào, có một tiểu hòa thượng đang lau chùi các bậc thang đá. Diệp Quân tiến lên, chắp tay nói, xin chào tiểu sư phụ. Tiểu hòa thượng nhìn Diệp Quân, bình tĩnh hỏi, có chuyện gì sao? Diệp Quân gật đầu, tại hạ là Diệp Quân, xin được gặp viện chủ Tăng Vô. Tiểu hòa thượng lắc đầu, sư tổ đang bế quan, không thể quấy rầy. Nói xong, y tiếp tục quét sàn. Diệp Quân suy nghĩ một lát, rồi lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt vào tay tiểu hòa thượng, tiểu sư phụ, xin hãy giúp ta. Tiểu hòa thượng nhìn nhẫn không gian, hơi bất ngờ, do dự một chút rồi nói, cổng tử làm gì vậy? Ta không phải người như vậy. Diệp Quân nghiêm túc nói, chỉ cần thông báo một tiếng thôi, xin tiểu sư phụ giúp đỡ. Tiểu hòa thượng do dự rồi lặng lẽ cất chiếc nhẫn không gian đi, nhìn công tử mặt mày lương thiện, chắc cũng là người có tấm lòng nhân hậu. Sư tổ thường nói lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, thôi được, cho dù bị sư tổ trách phạt. Ta cũng sẽ giúp công tử thông báo một tiếng.
Nói xong, y quay người rời đi. Diệp Quân nói, tiểu sư phụ, đợi đã. Tiểu hòa thượng nhìn Diệp Quân, hỏi, sao thế? Diệp Quân lấy tiểu tháp ra rồi nói, ngươi hãy đưa tòa tháp này cho sư tổ của ngươi, nói có con của cố nhân đến bái kiến. Tiểu tháp, giọng nói bí ẩn trầm giọng nói, hắn biết điều gì rồi à? Hay là đoán mò? Tiểu tháp đáp, ta không biết. Giọng nói bí ẩn nói, tên này có lúc rất đáng sợ. Tiểu tháp khẽ thở dài. Bây giờ đang thật sự hơi sợ tên khốn này. Tiểu tháp như nó thật khó sống. Sống được ngày nào hay ngày đó. Tiểu hòa thượng cũng không nghĩ nhiều, y cầm tiểu tháp, sau đó quay người đi vào chùa. Diệp Quân lẳng lặng đứng tại chỗ. Hắn đưa tiểu tháp cho tiểu hòa thượng là vì hắn biết viện chủ sẽ không gặp một tên vô danh tiểu tốt như hắn. Vì vậy, hắn chỉ đành lấy tháp ra ra. Tháp ra chắc chắn đến từ 3.000 vạn năm trước, hơn nữa lai lịch cũng không nhỏ, nói không chừng tăng vô sẽ quen tháp ra, nếu vậy thì hắn sẽ có cơ hội. Nếu không quen biết thì cũng không sao, dù sao hắn cũng không mất mát gì. Hắn cũng từng cân nhắc đến sự an nguy của tháp ra, nhưng trực giác nói cho hắn biết người bình thường không thể làm hại đến tháp ra, huống chi bên trong tháp ra còn một vị nhân vật thần bí. Đừng thấy tháp gia bình thường không nghiêm túc mà lầm, hắn biết tháp gia có thể xử lý mọi việc. Bây giờ thực lực hắn còn yếu, vào thời khắc then chốt vẫn cần phải dựa vào tháp gia. Đúng lúc này, một vị lão hòa thượng nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Quân, vừa nhìn thấy Diệp Quân, ông ấy sững sờ tại chỗ. Diệp Quân vội vàng nói, vãn bối tham kiến viện chủ Tăng Vô. Tăng Vô nhìn Diệp Quân một hồi lâu, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, vào trong rồi nói. Diệp Quân đáp, được. Lúc này hắn mới cảm thấy nhẹ nhõm, quả nhiên người này quen tháp gia thật lợi hại. Tăng Vô dẫn Diệp Quân vào một tiểu điện, ông ấy đặt tiểu tháp trước mặt Diệp Quân, ngồi đi. Diệp Quân do dự một lát rồi nói, ta đứng thì tốt hơn. Tăng Vô nhẹ nhàng nói, tháp gia đi theo ngươi sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tăng Vô nhìn Diệp Quân, mỉm cười, ngồi đi. Không sao đâu. Diệp Quân hỏi, tiền bối quen biết tháp gia sao? Tăng Vô gật đầu, quen biết. Diệp Quân hỏi tiếp, tiền bối quen biết cha mẹ ta không? Tăng Vô khẽ gật đầu, quen. Diệp Quân lại hỏi, tháp gia không chịu nói cho ta biết cha mẹ ta là ai, chắc tiền bối cũng sẽ không nói cho ta biết, đúng không? Tăng Vô cười nói, ngươi thật sự muốn biết sao? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên rồi. Lúc nhỏ ở Nam Châu, khi tranh đấu với người ngoại tộc, người ngoài thường mắng chửi ta không có cha mẹ, là con hoang, loại cảm giác này thật khó chịu. Tăng Vô trầm mặc một hồi rồi nói, người sẽ biết họ nhanh thôi, đợi thêm chút đi, được không? Diệp Quân cười nói, tiền bối, các người làm chuyện này trở nên thật phức tạp. Tăng Vô mỉm cười, bọn ta không hề có ác ý. Diệp Quân nói, tháp gia nói cha mẹ ta là người tốt, đúng không? Tăng Vô gật đầu, rất tốt. Diệp Quân khẽ gật đầu, ta không hỏi thân phận của họ, ta chỉ hỏi họ có để lại thứ gì cho ta không, ví dụ như tài sản gì đó. Tăng Vô im lặng nhìn Diệp Quân. Lúc này, ông ấy dường như nhìn thấy người đàn ông trước đây, người đàn ông có hàng trăm tâm tư. Chàng trai trước mắt này cũng không phải một ngọn đèn tiết kiệm dầu. Tăng Vô cười nói, hình như không có tài sản gì cả. Nhưng ta nhớ hình như cha ngươi nợ rất nhiều. Ông ấu thường xuyên nói cha nợ con trả là điều đương nhiên, người nghĩ sao? Mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại, trên đời này có người cha gian xảo vậy sao? Chắc không có đâu nhỉ? Hừ, vị tiền bối này chắc đang đùa ta, cha ta sao có thể làm ra chuyện vô nhân tính như vậy được? Tăng Vô cười nói, người đến tìm ta có chuyện gì? Diệp Quân thu suy nghĩ lại nói, tiền bối, lần này ta đến là muốn tiền bối dạy ta phương pháp lâm giới. Tăng Vô hơi bất ngờ, nói, lâm giới ư. Diệp Quân gật đầu, sau đó kể cho Tăng Vô nghe cuộc trò chuyện giữa hắn và Diệp Quan Chỉ. Tăng Vô nghe xong trầm mặc một lúc rồi nói, bây giờ ngươi đã có thể dĩ điểm phá diện rồi sao? Diệp Quân khẽ gật đầu, đúng vậy. Tăng Vô đứng bật dậy, phất tay áo, trong nháy mắt, ông ấy và Diệp Quân đã xuất hiện trong một khoảng không gian. Diệp Quân nhìn xung quanh, trong lòng chấn động. Thực lực của hòa thượng này thật lợi lại, chỉ một động tác đã có thể dịch chuyển thời không, thật đáng sợ. Tăng Vô cười nói, thử chút dĩ điểm phá diện của ngươi.
Diệp Quân gật đầu, hắn xòe bàn tay ra, kiếm long ngâm xuất hiện trong tay hắn, lúc này, hắn đâm liên tiếp 10 kiếm vào cùng một điểm. Rắc, nơi kiếm đâm vào, không gian nứt lìa, sau đó nhanh chóng lan ra xung quanh. Diệp Quân thu kiếm lại sau đó nhìn Tăng Vô cười nói, biết biết lâm giới là thế nào không? Diệp Quân cung kính đáp, xin tiền bối chỉ dạy. Diệp Quân cười nói, lâm giới là khi sức mạnh đạt tới một trình độ nhất định, sẽ đạt đến biến hóa về chất, điều này gọi là lâm giới. Giống như ngươi vừa rồi, mặc dù sức mạnh của mỗi nhát kiếm của ngươi không mạnh lắm, nhưng nếu 10 kiếm chồng lên nhau thì uy lực sẽ biến chất, phương pháp của ngươi rất tốt. Nhưng ngươi vẫn chưa đạt được lâm giới thật sự. Diệp Quân hỏi, tốc độ của ta chưa đủ nhanh sao? Tăng Vô cười nói, không chỉ tốc độ không đủ nhanh, mà sức mạnh cũng không đủ mạnh. Diệp Quân suy nghĩ rồi hồi, sau đó lại đâm kiếm ra, nhát kiếm này được thêm kiếm ý và kiếm thế, nên uy lực tăng lên rất nhiều, có thể nói đã xảy ra sự biến chất. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân lắc đầu cười, trước đây lúc ngự kiếm, hắn rất ít khi dùng kiếm thế và kiếm ý, đương nhiên không phải hắn không muốn dùng mà là vì hao tốn quá nhiều kiếm thế và kiếm ý, vì vậy nếu không cần thiết thì hắn sẽ không dùng. Hắn cũng biết ưu điểm của hắn là cảnh giới kiếm đạo cao, nhược điểm là cảnh giới tự thân thấp. Tăng Vô nói tiếp, sau khi thêm kiếm ý và kiếm thế, uy lực kiếm của ngươi đã mạnh hơn, ngươi thử lại đi, xem thử có thể xuất 10 kiếm liên tiếp hay không. Nhớ kỹ, phải nhanh lên. Tốt nhất là lập tức xuất liên tiếp 10 kiếm. Diệp Quân gật đầu, lại đâm kiếm ra, trong nháy mắt đã đâm 10 nhát. Rắc, không gian xung quanh lại nứt thành mạng nhện. Sắc mặt Diệp Quân lại trầm xuống, uy lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn cũng phát hiện ra một vấn đề lớn, đó là kiếm thế ngày càng yếu đi, đặc biệt là mấy nhát cuối cùng, uy lực chỉ bằng 6 phần nhát kiếm đầu tiên. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Tăng Vô mỉm cười, đừng nản lòng. Mới chỉ là bắt đầu là thôi. Ta vừa xem rồi, nếu ngươi có thể luyện 9 nhát kiếm sau nhanh như nhát kiếm đầu và duy trì được sức mạnh thì sức mạnh của ngươi sẽ đạt tới lâm giới. Diệp Quân gật đầu, hắn lại đâm kiếm ra, lần này, thay vì đâm liên tiếp 10 kiếm, hắn chỉ đâm 3 kiếm, hắn phát hiện, 3 kiếm đầu hắn có thể phát huy tốc độ và sức mạnh như nhau, nhưng từ nhát thứ tư, sức mạnh và tốc độ bắt đầu yếu đi. Nhát kiếm thứ tư là then chốt. Tiếp theo Diệp Quân bắt đầu điên cuồng tu luyện, hắn không vội vàng thành công, mà muốn từng bước lên trời, bắt đầu từ nhát kiếm thứ tư. Vội vàng sẽ khó đạt, càng vội sẽ càng khó thành công. Không lâu sau, nhát kiếm thứ tư của Diệp Quân đã duy trì được tốc độ và sức mạnh như nhát kiếm đầu tiên, vì vậy hắn bắt đầu tu luyện nhát kiếm thứ năm. Sau khi bước vào trạng thái tu luyện, Diệp Quân càng lúc càng phấn khích, hắn thích cảm giác điên cuồng tu luyện này. Không lâu sau, hắn đã tu luyện nhát kiếm thứ 5 thành công, nhưng càng về sau càng khó, đặc biệt là kiếm thứ 6, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Thấy vậy, Tăng Vô đang định lên tiếng thì Diệp Quân bỗng buông kiếm xuống, hít một hơi thật sâu, sau đó nói, không được, không nên quá vội vàng sẽ không đạt được hiệu quả bản thân kỳ vọng, dễ dàng mất lý trí, ta phải bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Tăng Vô đứng bên cạnh nghe Diệp Quân nói vậy, ông ấy không nói nên lời. Đại ca, người đúng là không cần người dạy. Đương nhiên ông ấy cũng rất hài lòng, cậu thanh niên trước mặt đúng là rất yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Quân nhìn Tăng Vô tiền bối, sau lâm giới là biến chất, sau biến chất có phải biến chất nữa không? Ví dụ như 100 nhát kiếm của ta đều có thể đạt tốc độ và sức mạnh như nhát kiếm đầu tiên. Tăng Vô cười nói, biến chất cũng được phân chia cấp bậc, cấp 1 là cơ bản nhất, phá thời không, chắc người cũng biết thời gian và không gian tách biệt. Người bình thường có thể dễ dàng phá không gian, nhưng rất khó phá vỡ thời không. Nếu ngươi có thể đạt biến chất thì có thể phá thời không. Cấp 2 là phá giới, 10 vạn dặm thời không là một giới. Nếu ngươi có thể xuất 100 nhát kiếm trong nháy mắt thì 10 vạn dặm thời không sẽ hóa thành cho tàn trong chớp mắt. Diệp Quân hỏi, cấp 3 thì sao? Tăng Vô cười đáp, phá vực. Diệp Quân nhíu mày, phá vực. Tăng Vô gật đầu, đúng vậy, 100 vạn dặm là một vực. Nếu ngươi có thể xuất 1000 nhát kiếm trong nháy mắt thì sức mạnh biến chất đủ để hủy diệt một thế giới nhỏ. Diệp Quân trầm mặc, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Tăng Vô cười nói, thứ để đo lường thực lực không chỉ có cảnh giới, bởi vì có nhiều người cảnh giới rất cao, hoặc có người cảnh giới tự thân không cao, nhưng những cảnh giới khác lại rất cao.
Ví dụ như ngươi, cảnh giới tự thân không cao, nhưng cảnh giới kiếm đạo lại rất cao, vì vậy có một số người cảnh giới cao hơn ngươi, nhưng thực lực của họ kém xa ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ông ấy ngừng lại một chút rồi nói tiếp, mọi người có thể cảm thấy hơi bất thường, nhưng thực ra là bình thường mà thôi, bởi vì bọn họ chỉ nhìn vào cảnh giới tự thân của ngươi, mà không nghĩ tới cảnh giới đạo kiếm của ngươi. Ngươi là kiếm đế, cảnh giới này có thể so sánh với cảnh giới đăng phong, nếu cảnh giới của ngươi cũng đạt được đến cảnh giới đăng phong thì sức chiến đấu của ngươi sẽ càng thêm kinh khủng. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Tăng Vô mỉm cười, nếu còn chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi ta. Diệp Quân khẽ hành lễ, đa tạ. Tăng Vô chắp tay, đang định nói gì đó bỗng nhíu mày, sau đó nói, có người tới, ta đi xem thử, ngươi ở đây tu luyện tiếp đi. Diệp Quân đáp, được. Tăng Vô quay người biến mất tại chỗ. Ở cổng chùa, Tăng Vô nhìn thấy hai người, đó là Đại Võ Tông và Lục Thiên. Đại Võ Tông nhìn thấy Tăng Vô lập tức cười nói, Tăng Vô viện chủ, làm phiền ông rồi. Tăng Vô liếc nhìn hai người, cười nói, Đại Võ Tông đến tìm ta có việc gì sao? Đại Võ Tông gật đầu, viện chủ Tăng Vô, ta có thể vào trong nói chuyện không? Tăng Vô gật đầu, đương nhiên có thể. Ba người họ đi vào đại điện, Đại Võ Tông nói thẳng, chắc viện chủ Tăng Vô cũng biết trận chiến giữa Lục Thiên và Diệp Quân. Tăng Vô gật đầu, ta biết. Đại Võ Tông nhìn thẳng vào Tăng Vô viện chủ, hai người bọn ta cần sự hỗ trợ của Phật viện. Tăng Vô nhìn Lục Thiên, sau đó cười nói, ý của Đại Võ Tông là gì? Đại Võ Tông nhìn Lục Thiên đi ra ngoài, sau đó kích thích tâm pháp, bỗng một vệt huyết mạch nhàn nhạt xuất hiện trên người gã. Tăng Vô sững sờ nói, huyết mạch phong ma. Lục Thiên gật đầu, đúng vậy. Đại Võ Tông nhìn Tăng Vô viện chủ. Ông đã biết thân phận của Lục Thiên rồi chứ? Tăng Vô im lặng. Hai tên yêu nghiệt. Mẹ kiếp, hai tên khốn các ngươi lừa cả hòa thượng, thật không phải là người. Thấy Tăng Vô không nói gì, Đại Võ Tông vội nói, Tăng Vô viện chủ. Hai tay Tăng Vô chắp lại, giả vờ ngạc nhiên nói, hóa ra là hậu duệ của kiếm chủ nhân gian, thất lễ rồi. Lục Thiên mỉm cười, Tăng Vô viện chủ không cần đa lễ như thế. Tăng Vô không nói gì. Nhưng sâu trong tâm bỗng bùng lên sát khí, suýt nữa thì phá sát giới. Đại Võ Tông cũng cười nói, Tăng Vô viện chủ, trận chiến lần này của Lục Thiên và Diệp Quân e là có thay đổi nên bọn ta mong Tăng Vô viện chủ có thể giúp đỡ bọn ta. Tăng Vô nhìn Lục Thiên, sau đó nghiêm túc nói, Phật viện ta sẽ cố hết sức giúp đỡ Lục Thiên thiếu chủ. Nghe thế cuối cùng Lục Thiên cũng nở nụ cười. Đại Võ Tông cũng lộ ra vẻ tươi cười, Tăng Vô viện chủ. Vậy bọn ta không làm phiền nữa. Hai tay Tăng Vô chắp lại, Đại Võ Tông đi cẩn thận, Lục Thiên thiếu chủ đi cẩn thận. Lục Thiên mỉm cười, Tăng Vô viện chủ không cần khách sáo như thế, sau khi xong việc, ta sẽ không quên Tăng Vô viện chủ và Phật viện đâu, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ hỗ trợ hết mình cho Phật viện. Tăng Vô vội nói, lão nạp cảm ơn thiếu chủ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe thế Lục Thiên sửng sốt. Sau đó bật cười, Tăng Vô viện chủ miễn lễ. Tăng Vô lặng thinh, các ngươi còn không đi nữa thì lão nạp sẽ phải siêu độ cho các ngươi đấy. Lục Thiên bỗng nhìn Đại Võ Tông, thầy ơi, chúng ta đi thôi. Đại Võ Tông gật đầu, sau đó hai người rời đi. Tăng Vô nhìn bầu trời, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu thở dài, đầu óc này vẫn thua kém Diệp Quân và Vô Biên rất nhiều. Ông ấy nhíu mày, gã là người mang thiên mệnh thật sao? Lúc này ông ấy lại hơi ngờ vực. Ông ấy từng tiếp xúc với người mang thiên mệnh hai đời trước, người sau có thể làm người trước lung lay. Mà đời này, một lúc sau, Tăng Vô lắc đầu, người mang thiên mệnh chẳng có tác dụng gì cả, người của thiên mệnh mới là thần mãi mãi. Ông ấy xoay người đi. Ở tận chân trời, Lục Thiên cười nói, thầy ơi, có vẻ đầu óc của Tăng Vô viện chủ này không được thông minh. Đại Võ Tông nói, đừng xem thường ông ta. Ông ta có thể được kiếm chủ nhân gian chọn chúng, hơn nữa còn để ông ta tiếp quản Phật viện chắc chắn là có nguyên nhân. Nụ cười trên môi Lục Thiên biến mất, khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Đại Võ Tông lại nói, bây giờ đã có Phật viện ủng hộ, phần thắng của chúng ta có thể cao hơn một chút rồi. Lục Thiên bình tĩnh nói, sư phụ yên tâm, hôm đó ta có thể dựa vào thực lực của mình để giết hắn, cho dù hắn là một đại kiếm đế.
Đại Võ Tông khẽ gật đầu, nếu là thế vậy thì tốt quá rồi, dù thế nào, có chuẩn bị trước là tốt. Lục Thiên gật đầu, vâng. Đại Võ Tông nói, đi thôi. Hai người biến mất ở đằng xa. Sau khi hai người đi không lâu, không gian ở vị trí hai người đứng lúc nãy rung chuyển, một bóng người xuất hiện. Chính là Ám U. Ám U nhìn hướng hai người đi, sau đó biến mất. Trong hư không, Diệp Quân tiếp tục tu luyện, bây giờ hắn đã có thể khống chế được tốc độ và sức mạnh của 6 kiếm cùng lúc. Cùng lúc xuất ra nhát kiếm thứ 6, uy lực giống hệt kiếm đầu tiên, phải nói là tiêu hao rất nhiều năng lượng nhưng uy lực lại vô cùng đáng sợ, uy lực này đã vượt xa liệt thế thốn kình của hắn. Dĩ nhiên nếu hắn có thể xuất liên tục 6 lần liệt thế thốn kình thì vẫn là liệt thế thốn kình mạnh hơn, nhưng hắn không thể làm được như thế. Liệt thế thốn kình này là võ kỹ cấp giản, cần thời gian thi pháp, hắn hoàn toàn không thể thi triển một cách thuận lợi, hơn nữa thi triển một lần sẽ tiêu hao một lượng năng lượng rất lớn. Trong không gian tiếp theo, Diệp Quân chú trọng đến nhát kiếm thứ 7. Bây giờ hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, dù sao Trương lão mới cho hắn 500 vạn tiên tinh. Nhưng bắt đầu tu luyện vẫn tốn khá nhiều kim tinh, chỉ mới mấy ngày mà hắn đã tiêu tốn hết 1000 vạn kim tinh. Số tiền này đều dùng để mua khôi phục đan. Tăng Vô cũng không đi đâu cả, cả quá trình đều cùng tu luyện với Diệp Quân, khi Diệp Quân gặp phải vấn đề khó giải quyết, ông ấy sẽ chỉ bảo Diệp Quân. 10 ngày trôi qua, Diệp Quân đã có thể liên tục xuất ra 9 nhát kiếm như một. Một nhát kiếm bằng 9 nhát kiếm. Diệp Quân lặng lẽ đứng trong không trung, lòng hắn không có tạp niệm, tĩnh khí ngưng thần. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân bỗng xuất kiếm. Liên tục đánh ra 9 nhát kiếm. Vèo. Không gian trong vòng 300 trượng bỗng nứt ra, sau đó. Không gian trong vòng 300 trượng bị phá tan. Phá không gian. Nhát kiếm này không chỉ phá vỡ không gian mà còn phá vỡ thời không. Nhưng chỉ một giây sau, thời không đã tự động khôi phục lại như trước đó. Tăng Vô ở một bên cười nói, được rồi đấy. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu, vẫn còn thiếu một nhát kiếm cuối cùng. Tăng Vô trầm giọng nói, nhát kiếm cuối cùng sẽ rất khó. Phương pháp lâm giới này càng về sau sẽ càng khó. Diệp Quân nhìn Tăng Vô, cười nói, ta nghĩ đây không phải là giới hạn của ta vẫn có thể làm tốt hơn. Tăng Vô hơi sửng sốt, sau đó cười nói, vậy ngươi thử xem. Diệp Quân gật đầu, hắn lấy một viên khôi phục đan ra rồi uống, sau đó hắn tiếp tục bắt đầu tu luyện. Tăng Vô nhìn Diệp Quân đang tu luyện cách đó không xa, nở nụ cười, thanh niên này được đấy. Bớt cái kiểu khoe khoang hơn cha hắn nhưng lại có được sự trầm tĩnh. Diệp Quân tiếp tục xuất kiếm. Phải nói là nhát kiếm cuối cùng này quả thật rất khó, nhưng hắn không bỏ cuộc vì hắn biết giới hạn của mình, nếu không làm được thật, hắn sẽ quả quyết bỏ cuộc, sẽ không cứng đầu một cách mất não. Làm người phải tự biết mình. Lúc này sở dĩ hắn muốn thử là vì hắn nghĩ vẫn chưa đến giới hạn của hắn. Cứ thế, Diệp Quân chém hết nhát kiếm này đến nhát kiếm khác, không gian ở đó vỡ ra rồi lại khôi phục như ban đầu, sau khi khôi phục lại bị phá vỡ. Thất bại hết lần này đến lần khác nhưng Diệp Quân chỉ cảm thấy phấn khích chứ không nản lòng, vì hắn nhận ra mình thực sự có thể tiến bộ hơn. Hắn đã có thể xuất ra liên tiếp 10 nhát kiếm, chẳng qua uy lực của nhát kiếm cuối cùng chỉ bằng 70% so với nhát kiếm đầu tiên, mà lúc đầu nhát kiếm cuối cùng này của hắn chỉ bằng 20% nhát kiếm đầu tiên mà thôi. Nhưng bây giờ nhát kiếm cuối cùng đã có hiệu quả đến 70%. 5 ngày trôi qua. Xoẹt. Một tiếng xé tan không khí vang lên, không gian trong vòng 500 trượng của tinh không này nứt ra, sau đó bị phá vỡ. Sóng xung kích không gian mạnh mẽ mà không gian bị phá vỡ tạo ra lập tức lan rộng cả ngàn trượng, thoáng chốc không gian trong vòng ngàn trượng bị nứt thành hình mạng nhện. Nhưng Diệp Quân lại gục ngay xuống. Lúc này một lực dịu dàng kéo Diệp Quân. Tăng Vô bước đến cạnh Diệp Quân, khoảng thời gian này, ông ấy vẫn luôn ở đây với hắn. Diệp Quân từ từ nhắm mắt lại, cả người có cảm giác sắp không xong rồi, nhưng trên môi hắn lại xuất hiện nụ cười. Thành công rồi, chẳng phải người tốt lành. Lúc này hắn mới cảm nhận được cực hạn thật sự. Tăng Vô cười nói, thấy thế nào? Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó nhếch môi nói, rất sảng khoái. Tăng Vô gật đầu cười nói, chúc mừng ngươi. Phải công nhận là ông ấy cũng cảm thấy khá ngạc nhiên,
Ban đầu ông ấy cứ nghĩ nhát kiếm thứ 9 đã là giới hạn của Diệp Quân, nhưng ông ấy không ngờ tên này thế mà lại làm có thể làm đến kiếm thứ 10. Diệp Quân nghỉ ngơi một lúc rồi ngồi dậy, sau đó hắn bỗng chỉ về phía trước. Vèo! Thời không nứt ra, một thanh phi kiếm bỗng đánh đến khoảng cách trăm trượng. Không phải là một thanh kiếm mà là 10 thanh phi kiếm. Xoẹt! Không gian nơi 10 thanh phi kiếm rơi xuống bị nứt ra một góc, sau đó không gian trong khoảng cách 500 trượng lại bị phá vỡ. Thấy thế Tăng Vô sửng sốt, thuật ngự kiếm. Diệp Quân cười nói, đúng thế, thuật ngự kiếm cũng có thể chồng lên nhau. Tăng Vô trầm giọng nói, tốc độ thuật ngự kiếm này của ngươi cực kỳ nhanh, tiếc là ngươi lại dùng khí kiếm, nếu có thể có 10 thanh phi kiếm mạnh thì uy lực sẽ tăng lên ít nhất 5 lần. Diệp Quân gật đầu, đợi sau khi về kiếm tông, ta sẽ tìm đại sư huynh hỏi thử có thể cho ta vài phi kiếm hay không. Tăng Vô cười nói, ừ. Diệp Quân lại nói, tiền bối, ta còn phải tu luyện một thân pháp kỹ nữa, có thể ở lại chỗ của ông thêm vài ngày không? Tăng Vô nói, ở bao lâu cũng được. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, tiền bối, quan hệ của ông và cha của ta. Tăng Vô khẽ cười, sau này ngươi sẽ biết. Diệp Quân cười nói, được rồi. Tiếp đó Diệp Quân bắt đầu tu luyện thân pháp kỹ kinh lôi cấp giản. Kinh lôi. Niệm cùng lúc, rúng động kinh lôi. Lúc mới bắt đầu tiếp xúc với thân pháp kỹ này, Diệp Quân hơi kinh sợ, phải thừa nhận là thân pháp kỹ này quả thật rất đáng sợ, thảo nào hôm đó Lục Thiên có thể đấu lại với tốc độ của hắn bằng pháp này. Đúng là lợi hại thật. Tất nhiên hắn lợi hại hơn, vì cho dù hắn không dùng đến thân pháp kỹ, tốc độ của hắn cũng nhanh hơn pháp kinh lôi này. Nếu hắn tu luyện thành công kinh lôi này thì mạnh càng thêm mạnh. Lần này Diệp Quân chỉ mất chưa đến 2 ngày đã hoàn toàn nắm vững được pháp của kinh lôi. Tốc độ của hắn tăng lên gấp đôi khi được pháp kinh lôi hỗ trợ. Tốc độ ban đầu của hắn đã là một thứ rất nghịch thiên, nhưng bây giờ tốc độ của hắn lại tăng lên gấp đôi, vậy thì khủng khiếp thế nào? Thiếu sót lớn nhất của hắn ngay lúc này vẫn là vấn đề cảnh giới. Cảnh giới quá thấp, huyền khí tích trữ của hắn không có cách nào dùng để đánh nhau trong thời gian dài. Tăng Vô ở một bên khẽ nói, tốc độ hiện giờ của ngươi đã là vô địch trong những người dưới cảnh giới trí cảnh rồi, cho dù gặp phải cảnh giới cường giả trí cảnh, chỉ cần không phải là thiên tài tuyệt thế về vực thì ngươi cũng đã bất khả chiến bại. Diệp Quân mỉm cười không nói gì. Tăng Vô cười nói, ngươi nắm chắc mấy phần trăm trong trận đánh với người mang thiên mệnh. Diệp Quân bình tĩnh nói, đối thủ của ta chỉ có một người. Tăng Vô sửng sốt, sau đó, ai? Diệp Quân nói, bản thân ta. Tăng Vô sửng sốt. Diệp Quân khẽ nói, trên con đường kiếm đạo vô địch của ta, kẻ thù thật sự chỉ có chính ta, chỉ cần tâm cảnh của ta không xấu, luôn có thể giữ vững lòng mình thì không ai có thể đánh bại ta, người có thể đánh bại ta ở giai đoạn này chỉ có ta ở giai đoạn tiếp theo. Tăng Vô trầm giọng nói, con đường ngươi đi là con đường kiếm đạo vô địch sao? Diệp Quân gật đầu. Vẻ mặt Tăng Vô trở nên nghiêm túc. Vậy ngươi có biết ngươi không thể thất bại dù chỉ một lần không? Diệp Quân cười nói, tiền bối, ông lầm rồi, con đường kiếm đạo vô địch không phải là không thể thất bại mà là cần phải bại. Tăng Vô sửng sốt. Diệp Quân nghiêm túc nói, chỉ có thất bại mới có thể tìm ra khuyết điểm của mình, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Thứ không thể thất bại là trái tim và ý chí, ngươi có thể đánh bại con người của ta nhưng ngươi không thể đánh bại trái tim và ý chí của ta. Dầm. Một luồng kiếm ý đáng sợ bỗng lao lên từ trong người hắn. Tăng Vô vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Diệp Quân bỗng đè tay phải xuống ép buộc chân áp kiếm thế đó xuống. Tăng Vô khó hiểu nhìn Diệp Quân, ngươi, đó là kiếm thế của đại kiếm đế. Diệp Quân cong môi không nói gì. Tăng Vô trầm giọng nói, ngươi đang áp chế cảnh giới kiếm đạo của mình. Diệp Quân vẫn cong môi cười, không nói gì. Tăng Vô nhìn Diệp Quân, tại sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, bây giờ ta vẫn còn rất yếu kém, không có thực lực vô địch như mấy người kiếm chủ nhân gian nên nhiều lúc ta không thể để lộ ra, phải học cách che giấu nó đi. Nói đơn giản hơn là ta phải giữ lại vài quân bài để bảo vệ mạng sống, không nên phơi bày hết quân bài của mình ra trước mặt người khác. Hắn dừng một chút, sau đó nói, kiếm tu không thể cứ mãi cứng nhắc như vậy, dù sao thế giới này cũng quá phức tạp, quá nhiều cường giả. Nếu cứ cứng rắn mãi, chỉ có thể gây thù với rất nhiều người, khiến bản thân liên tục rơi vào tuyệt vọng.
Thế nên đôi khi phải mềm mỏng, trong sách nói nhu và cương phải kết hợp với nhau, ta nghĩ câu này rất có lý. Thế nên kẻ thù của ta sẽ chỉ biết con át chủ bài của ta vào một thời điểm, đó là khi ta chôn vùi hắn. Tăng Vô Lặng Thinh không nói. Mẹ nó, cha con các ngươi đều chẳng phải người tốt lành gì. Trong tinh không, Diệp Quân thu kiếm lại, sau đó nói, tiền bối, vãn bối phải đi rồi. Tăng Vô thu hồi mạch suy nghĩ, hỏi, cậu quay về kiếm tông sao? Diệp Quân gật đầu, vâng ạ. Tăng Vô cười nói, được. Diệp Quân khẽ hành lễ, đa tạ tiền bối thời gian qua đã chỉ điểm, vãn bối cáo từ. Tăng Vô khẽ cười, được. Diệp Quân quay người ngự kiếm bay lên, biến mất trên bầu trời. Tăng Vô nhìn đạo kiếm quang ở phía xa, trầm mặc một hồi lâu rồi mỉm cười, khẽ nói, nếu nhìn thấy thằng nhóc này, chắc chắn mọi người sẽ vui lắm. Nói rồi, ông ấy ngẩng đầu nhìn vũ trụ vô tận, nhẹ giọng nói, vũ trụ quan huyên ta có người kế thừa rồi. Sau khi Diệp Quân trở về kiếm tông, hắn lập tức tới tìm Trần Quan Tử. Trong điện, Trần Quan Tử nhìn Diệp Quân, cần phi kiếm sao? Diệp Quân gật đầu, còn cần 8 thanh nữa. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, theo ta. Nói xong y quay người ngự kiếm bay lên, biến mất phía chân trời. Diệp Quân vội bay theo. Mộ kiếm. Trần Quan Tử dẫn Diệp Quân vào sâu trong mộ kiếm. Chẳng bao lâu sau, họ đã tới trước một tảng đá lớn, trên đó có đặt một hộp kiếm. Hộp kiếm đen nhánh, không có tên. Trần Quan Tử xòe tay ra, hộp kiếm kia bỗng bay tới trước mặt y, y khẽ búng tay. Vù. Bỗng chốc, 12 thanh phi kiếm bay lên trời, xé rách tầng mây, uốn lượn trên không trung. Lúc này, Trần Quan Tử lại búng tay, 12 thanh phi kiếm bay trở về, chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Quân. 12 thanh phi kiếm này đều rộng chừng 2 ngón tay, dài 3 thước, không có chuôi. Trần Quan Tử nhìn Diệp Quân, đây là hộp kiếm của Mộ Dung sư huynh, tên là Chu Tà, bên trong có 12 thanh phi kiếm Chu Tà, đều là cấp thần. 30 năm trước Mộ Dung Khuynh sư huynh đã hy sinh ở chiến trường hư chân, 30 năm nay, hộp kiếm, Chu Tà của huynh ấy vẫn nằm lặng lẽ ở đây, từ bây giờ, chúng nó sẽ theo đệ. Diệp Quân vội nói, vâng. Nói rồi hắn giơ tay ra cầm lấy hộp kiếm. Hộp kiếm rung lên kịch liệt, một luồng kiếm ý khủng bố trào ra ngoài, hai tay Diệp Quân bị hất ra. Diệp Quân sững người, nhìn Trần Quan Tử, đại sư huynh. Trần Quan Tử nói, người chọn kiếm, kiếm cũng chọn người, thu phục chúng nó đi. Thì ra là vậy. Diệp Quân mỉm cười, hắn nhìn hộp kiếm kia rồi bước tới trước một bước, sau đó búng tay về phía hộp kiếm. Bỗng chốc, hộp kiếm rung lên liên hồi, tiếng kiếm kêu vang vọng đất trời. Lúc này, 12 thanh phi kiếm bỗng hóa thành từng đạo phi kiếm chém về phía Diệp Quân. Thấy 12 thanh phi kiếm chém tới. Diệp Quân bỗng liên tục xuất kiếm, kiếm quang như mưa. Vù vù vù. Trong nháy mắt, 12 thanh phi kiếm bị chém bay, mà lúc này, Diệp Quân lại phất tay áo, 12 thanh khí kiếm chém thẳng về phía 12 thanh phi kiếm. Rầm. 12 thanh phi kiếm Chu Tà kia bị khí kiếm của Diệp Quân khống chế, dù sao thì khí kiếm của hắn cũng có hàm chứa kiếm ý và kiếm thế mà. 12 thanh phi kiếm Chu Tà kia rõ ràng vẫn không phục, đang tiếp tục phản kháng. Diệp Quân nhìn 12 thanh phi kiếm Chu Tà kia, cười nói, nếu các ngươi không bằng lòng thì ta không cưỡng cầu nữa. Nói rồi hắn phất tay, 12 thanh khí kiếm lập tức tan biến, sau đó hắn quay người rời đi. Thấy Diệp Quân bỏ đi, 12 thanh phi kiếm Chu Tà kia đưa ra. Trò gì thế? Sao ngươi lại đi mất rồi? Lúc này, hộp kiếm Chu Tà khẽ động đậy, 12 thanh phi kiếm Chu Tà vội vã bay tới trước mặt Diệp Quân. Chúng nó khẽ rung rung như muốn thể hiện gì đó. Diệp Quân cười hỏi, các ngươi bằng lòng theo ta à? 12 thanh phi kiếm cuống quýt rung lên. Diệp Quân cười ha ha, tay phải cầm lấy hộp kiếm Chu Tà kia, bỗng chốc nó hóa thành một tia màu đen chui vào giữa trán hắn. Trong thức hải của hắn chợt xuất hiện một hộp kiếm. Cùng lúc đó, 12 thanh phi kiếm Chu Tà kia cũng hòa làm một thể với thần thức của hắn. Bây giờ hắn khẽ động tâm niệm là đã có thể lập tức kích hoạt 12 thanh phi kiếm. Diệp Quân ngẩng đầu, khẽ động tâm niệm. Vù! Tiếng 12 thanh phi kiếm kêu vang đất trời, sau đó, chúng nó phóng lên trời, đâm vào sâu trong những tầng mây.
Diệp Quân nhìn chúng nó, tâm niệm khẽ động, 12 thanh phi kiếm lao vun vút trên bầu trời, tung hoành ngang dọc. Trong nháy mắt, bầu trời đã bị cắt ra gần 100 vết nứt không gian, vô cùng khiếp người. Diệp Quân kích động. Phi kiếm cấp thần. Phải công nhận rằng uy lực của chúng nó thật sự rất khủng bố, khí kiếm không thể nào bì được. Diệp Quân nhìn 12 thanh phi kiếm kia, trong lòng không khỏi cảm thán, có tông môn vẫn tốt hơn. Chứ mà đơn thương độc mã thì đến cọng lông cũng không có. Có tông môn cho tiền cho trang bị. Trần Quan Tử bỗng nói, vẫn còn một tháng nữa. Diệp Quân nhìn Trần Quan Tử, y cũng nhìn hắn, cần gì cứ nói với ta có sẽ cho đệ hết. Diệp Quân gật đầu, vâng. Trần Quan Tử không nói thêm gì, quay người rời đi. Diệp Quân đứng ở đó từ từ nhắm mắt lại. Một tháng. Dài quá. Đúng lúc này, Tào Bạch bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, y nhìn Diệp Quân, xảy ra một chuyện, có liên quan đến đệ. Diệp Quân thu hồi suy tư, hỏi chuyện gì? Tào Bạch trầm giọng nói, đệ có còn nhớ Lâm Càn không? Lâm Càn. Diệp Quân nhíu mày, nghe quen lắm nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai. Tào Bạch nhìn Diệp Quân, Lâm Càn của Thượng Tiêu Tông. Nghe thế, Diệp Quân kinh ngạc, à. Lúc trước ở huyền giới, khi hắn và Diệp Khải giết đệ đệ của Lưu Băng Hám Thiên Tông thì vẫn giữ lại mạng cho một người, chính là Lâm Càn. Suýt chút thì hắn đã quên mất tên này rồi. Tào Bạch gật đầu, tình cảnh bây giờ của hắn ta rất tệ. Diệp Quân nhíu mày, là sao ạ? Tào Bạch trầm giọng nói, Thượng Tiêu Tông đứng về phe người mang thiên mệnh, mà Lâm Càn ngang nhiên chống đối, hắn ta nói hắn ta và đệ là huynh đệ, dù có chết cũng phải đứng về phía đệ. Sau đó hắn ta bị Thượng Tiêu Tông tước bỏ thân phận đệ tử, trục xuất khỏi tông môn. Mà bây giờ hắn ta là đệ tử của Thư viện Quan Huyên, ở trong thư viện thường xuyên bị những đệ tử của mấy thế gia và tông môn đứng về phía người mang thiên mệnh kia ức hiếp, sống khổ lắm. Diệp Quân im lặng. Tên khốn này, ngươi liều mạng thật đấy. Tào Bạch nhìn Diệp Quân, đệ phải lo chuyện này, nếu không sẽ bôi nhọ danh tiếng của đệ. Diệp Quân lắc đầu cười, sau đó hỏi, huynh ấy ở đâu? Tào Bạch nói, ở võ viện. Diệp Quân gật đầu, ta tới võ viện một chuyến. Tào Bạch, ta đi với đệ. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong hai người ngự kiếm, biến mất trên bầu trời. Võ viện. Hôm nay, Lâm Càn vẫn đi học như ngày thường, nhưng vừa đến cửa võ viện hắn ta đã bị vài người cản lại. Lâm Càn nhìn mấy người kia, sau đó nhìn gã trai mặc đồ trắng cầm đầu, nói, Lý Xuyên, thế nào, muốn đánh ta à? Lý Xuyên cười nói, Lâm Càn, nói thật thì ta cũng thấy hơi phục ngươi đấy, ít nhất ngươi cũng là một thằng đàn ông thực thụ. Nhưng thứ cho ta nói thẳng, Diệp Quân kia xứng đáng để ngươi liều mạng bảo vệ không? Lâm Càn im lặng không lên tiếng. Lý Xuyên tiếp tục nói, Lâm Càn, người với bọn ta giống nhau, đều là đệ tử của tông môn, chúng ta không nên trở thành kẻ địch. Lâm Càn nhìn Lý Xuyên, vẫn không trả lời. Lý Xuyên cười nói, người ở tầng lớp thấp như chúng ta, muốn thay đổi số mệnh là chuyện vô cùng gian khó. Nhưng bây giờ có một cơ hội cực lớn đang bày ra trước mắt chúng ta, chỉ cần đi theo Lục Thiên Sư Huynh thì số mệnh của chúng ta sẽ thay đổi. Không chỉ số mệnh của chúng ta được thay đổi mà đến cả vận mệnh của gia tộc chúng ta cũng được thay đổi. Lâm Càn bỗng nói, nếu Diệp Huynh thắng thì sao? Lý Xuyên khẽ cười, ngươi thấy có khả năng đó không? Lâm Càn bình tĩnh nói, ngày hôm đó ở Trung Thổ Thần Châu, chẳng phải Diệp Huynh đã chiến thắng trong trận đấu với Lục Thiên rồi đó sao? Nụ cười trên mặt Lý Xuyên dần tan biến, đó là vì hôm ấy Lục Thiên Sư Huynh chưa dốc hết toàn lực. Hơn nữa, thắng thua nhất thời đâu nói lên được điều gì. Lâm Càn hỏi, hôm ấy Diệp Huynh đã có thể thắng gã, người dựa vào cái gì mà cho rằng một tháng sau Diệp Huynh không thể lần nữa chiến thắng gã. Lý Xuyên nhìn chằm chằm Lâm Càn, nhấn mạnh, Lục Sư Huynh là người mang thiên mệnh. Lâm Càn lại hỏi, nếu gã đã là người mang thiên mệnh thì sao hôm ấy lại thua Diệp Huynh? Lý Xuyên hơi khó chịu, người gợi đòn đúng không? Lâm Càn cười nói, ta nói lý với ngươi, ngươi nói không lại thì bảo là ta gợi đòn, ngươi không thấy rất nực cười à? Nói rồi, hắn ta lắc đầu cười, trận chiến giữa Diệp Huynh và Lục Thiên, ta không dám nói chắc chắn Diệp Huynh sẽ thắng, nhưng các ngươi lại nghĩ rằng nhất định Huynh ấy sẽ thua. Mà nguyên nhân khiến các ngươi nghĩ như vậy là vì Lục Thiên là người mang thiên mệnh. Ta thừa nhận,
thân phận người mang thiên mệnh rất ngầu, nhưng thế thì đã sao? Kiếm chủ nhân gian vô địch, không có nghĩa là người mang thiên mệnh cũng vô địch. Lý Xuyên nhìn Lâm Càn chòng chọc, ánh mắt lạnh lùng, người thật sự là rốt nát không cứu nổi. Ta hỏi ngươi, từ xưa đến nay, ai làm nên đại sự mà phía sau lưng không có một thế lực gia tộc khổng lồ? Lục Thiên là người mang thiên mệnh, sau lưng không chỉ có Ngân Hà Tông, Vị Lai Tông và Tiên Bảo Các dốc sức giúp đỡ mà còn có vô số thế gia và tông môn ủng hộ. Còn Diệp Quân kia thì sao? Kiếm Tông, Phúc Địa Linh Hư, Động Thiên Tuế Nguyệt, Tộc Thiên Long, những thế lực này có là gì so với Tiên Bảo Các và Ngân Hà Tông chứ? Lâm Càn cười nói, thế ta hỏi ngươi, nếu một tháng sau tỷ võ, Diệp Huynh thắng thì sẽ thế nào? Lý Xuyên cười khẩy, ngươi thấy có khả năng đó không? Lâm Càn nói, nếu Diệp Huynh của ta thắng thì sao? Lý Xuyên phất tay áo, tuyệt đối không thể. Người mang thiên mệnh là vô địch. Lâm Càn nhìn chằm chằm Lý Xuyên, gã từng thua Diệp Huynh. Lý Xuyên lạnh lùng nói, thế thì đã sao? Thắng thua nhất thời đâu nói lên được điều gì? Con đường võ đạo không nhìn thành tích nhất thời mà phải nhìn tới tương lai. Lâm Càn nhìn Lý Xuyên một lúc rồi thở dài, chó gặp chó thì chỉ có ngửi với liếm thôi. Ta không ghét chó, ta chỉ ghét loại người liếm láp người khác như con chó mà thôi. Láo toét. Lý Xuyên nhìn Lâm Chính, giọng điệu u ám, Lâm Càn, ta thật sự đã nể mặt ngươi quá rồi phải không? Với con mắt nhìn người và trí tuệ này của ngươi, chẳng trách Thượng Tiêu Tông lại trục xuất ngươi ra khỏi thiên môn. Loại người có mắt nhìn hạn hẹp như ngươi, cả đời cũng không làm nên cơm cháo gì. Lâm Càn bình tĩnh nói, dù Lâm Càn ta có đói chết cũng tuyệt đối không nịnh nọt kẻ khác. Ta chưa từng nói Diệp Huynh chắc chắn sẽ thắng người mang thiên mệnh, nhưng dù Huynh ấy thua thì ông đây cũng đứng về phía Huynh ấy. Lý Xuyên cười mỉa, bây giờ ngươi đã bị trục xuất khỏi Thượng Tiêu Tông, như con chó chết chủ, hắn đã cho ngươi cái gì? Lâm Càn cười nói, ngươi nịnh đầm người mang thiên mệnh thế này, gã đã cho ngươi cái gì? Ta cũng không thể hiểu nổi. Làm người đàng hoàng không làm, sao lại cứ thích làm loại chó liếm chân người thế nhỉ? Lý Xuyên nhìn chằm chằm Lâm Càn, đánh tét mỏ hắn cho ta. Mấy học viên võ viện đứng bên cạnh gã đang định ra tay thì một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh, ai dám động tới huynh ấy thì hôm nay ta sẽ đổ sát võ viện. Đổ sát võ viện. Nghe câu nói này, đám Lý Xuyên đều nổi cơn thịnh nộ. Nhưng lúc nhìn thấy người nói thì bọn họ đều ngây ra như phỗng. Thế là cơn thịnh nộ của bọn họ cũng đành phải nuốt xuống. Vì người tới là Diệp Quân. Diệp Quân và Tào Bạch đi tới trước mặt Lý Xuyên. Lúc nhìn thấy Diệp Quân, ánh mắt Lý Xuyên bỗng lộ ra vẻ kiêng dè. Gã không đấu nổi kiếm tu này đâu. Diệp Quân nhìn Lý Xuyên, sau đó hỏi, người muốn đánh huynh ấy à? Tuy trong lòng kiêng dè nhưng ngoài mặt Lý Xuyên không hề tỏ ra yếu đuối. Diệp Quân, đây là võ viện. Diệp Quân nhìn chằm chằm Lý Xuyên, ta biết, ngươi có thể ra tay thử xem thử ta có dám giết ngươi không. Lý Xuyên nhìn Diệp Quân chòng chọc, gã siết chặt hai tay. Cược hay không? Đương nhiên là không rồi. Gã đâu có ngốc. Tuy gã ủng hộ Lục Thiên nhưng không thể ngốc tới nỗi lấy mạng ra ủng hộ được. Hò hét cổ vũ thì được, chứ liều mạng á. Không đời nào. Lý Xuyên thôi không nhìn nữa, cười khẩy, Diệp Quân. Làm người mà huênh hoang quá là sẽ rước họa đấy, mong là một tháng sau ngươi vẫn có thể hống hách thế này. Nói rồi gã quay người rời đi. Diệp Quân bỗng nói, đợi đã. Lý Xuyên quay lại nhìn Diệp Quân, cười nhạt sao, ngươi còn muốn giết ta à? Ta nói cho ngươi biết, vô duyên vô cớ giết người trong thư viện sẽ phải đền mạng đấy. Diệp Quân gật đầu, ta biết, ta không giết ngươi, nhưng... ta muốn đánh ngươi. Nói rồi hắn bỗng phất tay áo. Bốp! Một thanh kiếm quất lên má phải của Lý Xuyên. Trong ánh nhìn của mọi người, Lý Xuyên bị thanh kiếm này đánh bay mười mấy trượng, sau đó đập mạnh xuống đất. Mọi người đều sững sờ. Lâm Càn nhìn Diệp Quân, mẹ nó, thằng nhóc này vẫn ngang tàn như xưa. Diệp Quân! Trên đất, Lý Xuyên đứng bật dậy, gã tức giận nhìn Diệp Quân, người dám vô cớ đánh người trong thư viện. Diệp Quân quay đầu nhìn Tào Bạch, Tào Huynh, đánh người trong thư viện sẽ bị phạt như thế nào? Tào Bạch thản nhiên đáp, đền tiền. Diệp Quân lại hỏi, đền bao nhiêu? Tào Bạch đáp, phải xem tình hình thế nào, nhưng thông thường thì không quá 30 vạn kim tinh. Diệp Quân xòe tay,
một chiếc nhẫn không gian chậm rãi bay tới trước mặt Lý Xuyên kia, trong nhẫn có 30 vạn lẻ một viên kim tinh. Diệp Quân nhìn Lý Xuyên, ta rộng lượng hơn, cho ngươi thêm một viên đấy. Diệp Quân, mặt mũi Lý Xuyên kia trở nên dữ dằn, mà lúc này, Diệp Quân bỗng phất tay áo. Bốp, một thanh kiếm lại tát mạnh lên mặt Lý Xuyên khiến gã bay ra mười mấy trượng, sau đó đập vào tường đá ở phía xa. Tường đá sụp đổ. Hỗn láo. Lúc này, trong võ viện vang lên một giọng gào giận dữ, sau đó thì một đám học viên võ viện kéo nhau xông ra. Trong nháy mắt đã có mấy trăm người có mặt. Cả đám học viên võ viện tức giận nhìn Diệp Quân, trong đó có một học viên nhìn hắn chòng chọc, Diệp Quân, ngươi đừng hiếp người quá đáng. Diệp Quân phất tay áo. Bốp! Học viên vừa lên tiếng kia bị tát bay. Cả đám nổi giận, định ra tay. Diệp Quân nhìn những học viên võ viện, ai ra tay kẻ đó chết. Nghe vậy, mặt đám học viên võ viện đều tái đi, hiện nay chỉ có hai người trong võ viện có thể đấu với Diệp Quân, một là chủ tịch võ viện Trần Qua, hai là người mang thiên mệnh. Một nữ học viên trong đó đứng ra, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, Diệp công tử, ân oán giữa ngươi và Lục Thiên sư huynh thì ngươi cứ tới tìm huynh ấy, sao phải tới đây ức hiếp học viên võ viện bọn ta. Diệp Quân nhìn cô gái kia, cười nói, không phải là ta muốn ức hiếp các cô, là người của các cô ức hiếp bạn ta. Cô gái nhíu mày. Diệp Quân tiếp tục nói, trận chiến giữa ta và Lục Thiên đúng là chuyện riêng giữa bọn ta, nhưng để nịnh bợ Lục sư huynh của các cô mà Lý Xuyên cố tình gây sự với huynh đệ của ta, các vị thấy hành vi này có nên làm không? Nghe thế, tất cả học viên võ viện đều nhìn về phía Lý Xuyên đang nằm trên đất kia, có một vài học viên tỏ vẻ ghét bỏ. Lục Thiên là người của võ viện, đương nhiên bọn họ sẽ ủng hộ Lục Thiên, nhưng không có nghĩa là ủng hộ một cách không giới hạn. Rất nhiều học viên vẫn có giới hạn riêng của mình, thế nên sau khi biết hành vi của Lý Xuyên thì tỏ vẻ chán ghét. Sắc mặt Lý Xuyên cực kỳ khó coi, gã bỏ dậy rồi tức giận nhìn Diệp Quân, Diệp Quân, ngươi ngang nhiên đánh người của võ viện ngay tại võ viện, hoàn toàn không xem võ viện ta ra gì. Vừa nãy ngươi còn nói muốn đổ sát võ viện ta. Mọi người đều nghe thấy cả rồi. Gã làm thế này là muốn cột chung cả võ viện lại với nhau. Gã hiểu rất rõ, thực lực của mình gã không thể nào đấu được với Diệp Quân, chỉ khi kéo chung cả võ viện lại với nhau thì mới có thể đấu được với Diệp Quân. Nghe Lý Xuyên nói vậy, sắc mặt của một vài học viên võ viện bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Đồ sát võ viện, đúng là không xem võ viện ra gì. Diệp Quân nhìn tất cả học viên võ viện một lượt rồi cười nói, hôm nay ta đã đánh Lý Xuyên. Nếu võ viện không phục thì lúc nào cũng có thể tới tìm Diệp Quân ta khiêu chiến, bất cứ khi nào cũng có thể quyết chiến sinh tử. Nói rồi, hắn nhìn Lý Xuyên, từ hôm nay, trong thư viện, ta gặp ngươi lần nào sẽ đánh ngươi lần đấy. Nói xong hắn nhìn Lâm Càn, chúng ta đi. Lâm Càn nhìn Lý Xuyên ở phía xa, sau đó nói, con chó liếm láp. Liếm tới cuối cùng thì bị đánh thành con chó đần độn. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Sắc mặt Lý Xuyên cực kỳ u ám, gã quay đầu nhìn những đệ tử võ viện kia, cứ để bọn chúng đi như vậy à? Hắn đánh người của võ viện chúng ta đấy, nếu để chúng đi như vậy thì sao sau này võ viện chúng ta có thể ngẩng đầu được trong thư viện chứ? Một chàng trai trong đó nhìn Lý Xuyên, không phải là do ngươi gây chuyện trước à? Lý Xuyên tức giận nói, chúng ta đều là người của võ viện, ngươi lại nói giúp cho Diệp Quân, ngươi có ý gì? Chàng trai lắc đầu, đó là hành vi của riêng ngươi, đừng gộp chung với cả võ viện. Ngươi dẫn người tới gây sự với Lâm Càn, chuyện này vốn đã không đúng rồi. Bây giờ ngươi còn thể hiện đến nỗi bị đánh ngược, rồi lại kéo cả võ viện vạ lây, hành vi của ngươi thật sự khiến người khác chán ghét. Một người khác cũng nói, Lý Xuyên. Bọn ta đều ủng hộ Lục Thiên sư huynh, vì huynh ấy cũng là người của võ viện chúng ta. Nhưng điều này không có nghĩa là người khác không được ủng hộ Diệp Quân. Hành động của ngươi không những đang bôi nhọ Lục Thiên sư huynh mà còn làm xấu mặt cả võ viện chúng ta. Bây giờ, ngươi vì sự ích kỷ của mình mà kéo cả võ viện vạ lây, tâm địa ngươi xấu xa quá rồi đấy. Những người khác nhìn Lý Xuyên bằng ánh mắt ghét bỏ. Mới đầu bọn họ đều cho rằng Diệp Quân cố tình tới kiếm chuyện. Nhưng sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện thì bọn họ chỉ tức giận với Lý Xuyên. Đê tiện quá. Mất mặt quá. Bọn họ cũng không thích Diệp Quân, nhưng càng ghét Lý Xuyên hơn, loại người này quá ngu xuẩn.
Tất cả học viên võ viện đều lạnh lùng nhìn Lý Xuyên rồi quay người rời đi. Thấy cảnh này, mặt Lý Xuyên tái mét, gã biết mình đã xong đời rồi. Lúc này, mấy gã trai bên cạnh Lý Xuyên do dự một lát rồi một kẻ đứng ra nói, Lý Xuyên, bọn ta lấy làm xấu hổ vì chung nhóm với ngươi. Từ nay trở đi, bọn ta không có quan hệ gì với ngươi nữa. Nói xong, đám người này vội đi theo tốp người kia. Lý Xuyên. Một bên khác, trên quảng trường. Diệp Quân nhìn Lâm Càn mà không nói gì. Lâm Càn cười gượng, Diệp huynh. Sau trận chiến giữa Diệp Quân và người mang thiên mệnh, Thượng Tiêu Tông đã quả quyết chọn người mang thiên mệnh, Lâm Càn rơi vào thế khó. Nhưng cuối cùng, hắn ta vẫn chọn Diệp Quân. Hết cách rồi. Hình tượng đã xây dựng xong cả rồi. Ai cũng biết hắn ta, Diệp Quân và Diệp Khải là huynh đệ sống chết có nhau, nếu bây giờ hắn ta ủng hộ Lục Thiên thì chẳng phải hình tượng sẽ sụp đổ sao? Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Lâm Càn và cha hắn ta đều đánh giá Diệp Quân rất cao. Mẹ nó! Lục Thiên đánh không thắng thì gọi thiên đạo, hành vi này quá hèn hạ. Thế nên sau khi thương lượng, hai cha con hắn ta đã chọn tiếp tục ủng hộ Diệp Quân, nhưng cái giá phải trả là bị trục xuất khỏi tông môn. Nhưng hai cha con hắn ta cảm thấy xứng đáng. Diệp Quân cười nói, Lâm huynh, huynh đang chơi trò gì vậy? Lâm Càn cười khổ, không có ý gì khác, ta chỉ thuần túy là ủng hộ huynh thôi, chỉ vậy thôi. Diệp Quân chỉ cười nhìn Lâm Càn mà không nói gì. Lâm Càn suy nghĩ rồi nói, ta không có ác ý. Diệp Quân gật đầu, ta biết. Lâm Càn trầm giọng nói, Diệp huynh, cha ta bảo ta nhắc nhở huynh là đã có rất nhiều thế gia và tông môn đứng về phía Lục Thiên, bây giờ bọn họ đã hoàn toàn cột chặt với nhau thành một thể lợi ích. Nói rồi, hắn ta dừng lại một chút mới nói tiếp, tình thế phát triển đến ngày hôm nay có nghĩa là người mang thiên mệnh không được phép thua, gã buộc phải thắng, nếu gã thua. Nói đến đây, Lâm Càn không nói tiếp nữa. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu ý của huynh. Tào Bạch đứng một bên bỗng nói, Diệp sư đệ yên tâm, hôm đó kiếm tông ta sẽ bảo vệ, hộ tống đệ. Diệp Quân khẽ cười, sau đó nhìn Lâm Càn, thời gian này huynh ở thư viện khiêm tốn một chút, cố gắng hết sức đừng để bọn chúng tới tìm gây sự. Lâm Càn gật đầu, ta hiểu. Nói rồi hắn ta lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho Diệp Quân, đây là của cha ta cho huynh, ông ấy nói nhà họ Lâm bọn ta là một gia tộc nhỏ, không thể giúp đỡ Diệp huynh được nhiều hơn, mong huynh đừng chê. Diệp Quân nhìn lướt qua, trong nhẫn không gian có 100 vạn thiên tinh. Diệp Quân cười nói, ta nhận tấm lòng của mọi người. Lâm Càn lại lắc đầu, hắn ta đặt nhẫn không gian vào tay Diệp Quân rồi nói, Diệp huynh, huynh đừng từ chối. Bọn ta biết huynh không có gia thế bối cảnh, con đường đi đến ngày hôm nay rất gian khổ, đặc biệt là về mặt tiền bạc. 100 vạn thiên tinh đúng là không nhiều, nhưng cũng có thể giúp huynh mua được ít đan dược hay gì đó, tóm lại huynh đừng chê ít, nhận là được rồi. Diệp Quân trầm mặc. Lâm Càn tiếp tục nói, thời gian này ta sẽ kín tiếng một chút, không để bọn chúng gây sự với ta nữa, một tháng sau ta sẽ tới võ đài để cổ vũ cho Diệp huynh. Nói xong hắn ta quay người rời đi. Diệp Quân lặng lẽ nhìn Lâm Càn đã đi xa. Tào Bạch khẽ nói, người này cũng được đấy. Diệp Quân cười rồi cất nhẫn không gian vào. Đúng lúc này, một chàng trai bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Tào Bạch. Chàng trai bước nhanh tới trước mặt Diệp Quân rồi lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho hắn. Trong nhẫn có 300 vạn thiên tinh. Diệp Quân ngơ ngác, huynh là... Chàng trai nhìn Diệp Quân, ta là người của Tần Phong trưởng lão. Diệp Quân sững người. Chàng trai tiếp tục nói, trong nhẫn không gian, ngoài 300 vạn thiên tinh ra thì còn có 30 viên hồi phục đan cấp thần và 30 viên trị thương đan cấp thần. Tần trưởng lão nói là thân phận của Tần trưởng lão đặc biệt nên không thể đích thân tới gặp huynh, mong huynh đừng để bụng. Còn nữa, Tần trưởng lão nói vĩnh viễn xem huynh là huynh đệ. Nói xong y quay người rời đi. Diệp Quân đứng trầm ngâm tại chỗ, đảm bảo không sai sót. Tần Phong. Đương nhiên hắn không hề quên người này, khi ở Trung Thổ Thần Châu, y đã giúp đỡ Diệp Quân rất nhiều. Sau khi tới Vũ Trụ Quan Huyên, hắn luôn muốn tới gặp Tần Phong nhưng lại sợ mang phiền phức tới cho y nên vẫn chưa đi gặp. Hắn không ngờ Tần Phong lại chủ động phái người tới liên lạc với hắn, lại còn mang thiên tinh cho hắn nữa. Nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay. Diệp Quân khẽ mỉm cười.
Suốt quãng thời gian vừa qua, mình có rất nhiều kẻ địch, nhưng cũng có thêm bạn, tuy không nhiều nhưng chất lượng. Diệp Quân cất nhẫn không gian đi, sau đó nhìn Tào Bạch, cười nói, Tào sư huynh, chúng ta về kiếm tông thôi. Tào Bạch gật đầu. Hai người ngự kiếm bay lên rồi mất hút trên bầu trời. Sau khi trở về kiếm tông, Diệp Quân tới một cánh đồng hoang vu, ngước mắt nhìn ra, rộng vô bờ bến. Bãi tu luyện. Đây là nơi chuyên dùng để tu luyện của các đệ tử kiếm tông, linh khí dồi dào. Tu luyện. Còn một tháng nữa là tới trận quyết chiến với người mang thiên mệnh, đương nhiên hắn sẽ không lãng phí thời gian một tháng này. Lần này, hắn muốn đột phá bản thân một lần nữa. Rất nhanh, ở bãi tu luyện, tiếng kiếm kêu vang vọng. Trong nội các, Lý Bán Chi đang phê duyệt tấu chương bỗng dừng lại, bà ấy nhìn phía trước, ở đó có một hư ảnh đang ngưng kết lại. Chính là Ám U. Lý Bán Chi nhìn Ám U, điều tra rõ rồi à? Ám U lắc đầu, không tra được gì cả. Không tra được gì cả. Lý Bán Chi nhíu mày, bà ấy trầm mặc một lúc rồi nói, không cần tra nữa, cứ tiếp tục tra thì ông sẽ gặp nguy hiểm mất. Ám U khẽ gật đầu. Ông ấy do dự một chút rồi nói, viện phó đại nhân, ta có một dự cảm cực kỳ không tốt, có lẽ chuyện này không đơn giản như chúng ta nghĩ, phía sau có khả năng còn con cá lớn. Lý Bán Chi gật nhẹ đầu, ta biết, nhưng ông không thể điều tra nữa, tiếp tục điều tra thì ông sẽ gặp nguy. Hơn nữa, tiếp tục điều tra e là sẽ rút dây động rừng. Ám U gật đầu, ta hiểu. Lý Bán Chi bỗng nói, những người bảo vệ bên thằng nhóc có vấn đề gì không? Ám U hơi sững người, sau đó vội nói, viện phó đại nhân yên tâm, người của ám viện ta tuyệt đối trung thành với kiếm chủ. Lý Bán Chi khẽ gật đầu, ông phái 5 vị tuế nguyệt tiên tới Nam Châu, bảo vệ gia tộc họ Diệp và nhà họ Nạp Lan, nếu có bất kỳ động tĩnh nào phải lập tức đưa hai nhà họ về tổng viện. Ám U gật đầu, tuân lệnh. Lý Bán Chi lại nói, phái thêm một vị tuế nguyệt tiên tới theo dõi chỗ phí bán thanh của thư viện quan huyên ở Nam Châu nữa. Ám U gật đầu, được. Lý Bán Chi, ông lui xuống đi. Ám U cung kính hành lễ rồi lui xuống. Ám U rời đi, không gian trước mặt Lý Bán Chi bỗng nứt ra, một giây sau, một ông lão từ từ bước ra, sau lưng ông ấy có 30 cường giả mặc chiến giáp đen. Thần giáp quan huyên, trang bị mạnh nhất vũ trụ hiện nay. 30 người này chính là quan huyên vệ thượng cổ, binh chủng hùng mạnh nhất vũ trụ quan huyên bấy giờ. Bọn họ tới từ 3.000 vạn năm trước, từng tham gia đại chiến hư chân, đồng thời là những người sống sót sau trận đại chiến kia. Có thể nói ở vũ trụ quan huyên này, ngoại trừ một số cường giả tuyệt đỉnh ra, bọn họ chính là top người mạnh nhất. Mà cả vũ trụ quan huyên hiện nay chỉ còn lại chưa đến 1 vạn quan huyên vệ thượng cổ. Ông lão áo đen kia khẽ hành lễ với Lý Bán Chi, 30 người sau lưng ông ấy cũng khẽ cúi chào. Lý Bán Chi nhìn ông lão dẫn đầu, an nguy của thiếu chủ, giao lại cho các ông. Không phải bà ấy không tin Ám U, mà bà ấy phải đảm bảo không có sai sót nào xảy ra. Người đàn ông đó không có ở đây, bà ấy làm gì cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất xảy ra. Ông lão áo đen gật đầu, viện phó đại nhân yên tâm, bọn ta còn thì thiếu chủ còn. Lý Bán Chi gật đầu, đi đi. 31 người khẽ hành lễ rồi lặng lẽ biến mất. Sau khi 31 người rời đi, Lý Bán Chi đứng dậy rời khỏi điện, bà ấy tới một mảnh tinh không, phía cuối tinh không là một tòa đại điện. U Minh Điện. U Minh Điện cũng nằm trong phạm vi quản lý của Thư viện Quan Huyên, nhưng rất hiếm người biết tới nơi này. Lý Bán Chi tới trước cửa U Minh Điện, lúc này, một cô gái ra đón, cô gái tóc bạch kim, mặc một bộ váy trắng như tuyết. Cô gái nhìn Lý Bán Chi tiền bối là... Lý Bán Chi khẽ cười, cô chính là Tịch Huyền cô nương à. Tịch Huyền hơi sững người, tiền bối biết ta sao? Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Tịch Huyền ngập ngừng hỏi, tiền bối là? Lý Bán Chi cười nói, ta tên Lý Bán Chi. Tịch Huyền hơi ngẩn người, sắc mặt hơi biến đổi, tiền bối chính là viện phó nội các. Lý Bán Chi gật đầu, đúng vậy. Tịch Huyền vội vàng hành lễ, bái kiến viện phó đại nhân. Lý Bán Chi lắc đầu. Không cần đa lễ, cô ở U Minh Điện có ổn không? Tịch Huyền gật đầu, tốt lắm ạ, sư phụ đối với ta rất tốt. Lý Bán Chi nhẹ nhàng gật đầu, dẫn ta tới gặp sư phụ của cô. Tịch Huyền vội nói, mời.
Tịch Huyền dẫn Lý Bán Chi vào trong U Minh Điện. Võ tháp. Trên biển, từng tiếng nổ vang lên, sóng biển cuộn trào, trời đất rung chuyển. Trên tầng mây, Đại Võ Tông nhìn xuống dưới, trầm ngâm. Ầm. Bỗng chốc, sóng biển cuộn lên cao đến nghìn trượng, không gian trong vòng nghìn trượng nứt toát ra. Lúc này, một chàng trai chậm rãi bước từ trong nước biển ra. Chính là Lục Thiên. Lục Thiên từ từ nhắm hai mắt lại, gã lật tay áp xuống. Ầm. Sóng biển cao nghìn trượng nổ tung, không gian xung quanh vỡ nát. Thấy cảnh này, Đại Võ Tông nở nụ cười hài lòng. Một lát xong, không gian xung quanh lại khôi phục bình thường, Lục Thiên hít sâu vào một hơi, gã nhìn Đại Võ Tông. Đại Võ Tông nói, chúc mừng con đã đạt đến cảnh giới tạo cực. Tạo cực. Bây giờ gã đã ở cảnh giới đăng phong tạo cực. Lục Thiên cười nói, sao không bước thêm bước nữa? Nói rồi, gã bỗng bước về phía trước một bước. Ầm. Một luồng khí tức đáng sợ bỗng phun trào từ trong cơ thể gã ra. Ầm. Trong chốc lát, trên trời xuất hiện một đám mây đen, sau đó là uy lực khủng khiếp kéo tới. Độ kiếp. Chứng kiến cảnh này, Đại Võ Tông ở bên cạnh bỗng tỏ vẻ khiếp sợ. Đột phá hai cảnh giới một lần. Rất nhanh, từng tia sấm sét đã xuất hiện trong đám mây đen kia, cùng với đó là áp lực đáng sợ ập xuống. Giây phút này, đất trời như rung chuyển, vô cùng khiếp người. Lục Thiên ngẩng đầu lên nhìn sấm sét khủng bố kia, vẻ mặt khinh thường, tới đi. Rầm. Một tia sấm sét đánh từ trên đám mây đen xuống. Rắc. Tia sét này đánh xuống, thời không ở nơi này như nứt đôi. Mà lúc này, Lục Thiên bỗng siết chặt tay phải thành quyền, gã đấm một đấm về phía trước, phá. Ầm. Một nắm đấm mang phù ấn xông lên trời, đánh về phía tia sét kia. Rầm. Tia sét vỡ vụn, sóng xung kích mạnh mẽ lan tràn ra cả nghìn trượng, trời đất như vỡ đôi. Mà lúc này, lại một tia sét nữa đánh từ trên trời xuống. Uy lực của tia sét này ít nhất phải mạnh gấp đôi tia sét trước đó. Ánh mắt Lục Thiên lóe lên vẻ khinh miệt, lại đấm một quyền ra, một nắm đấm mang phù ấn phóng thẳng lên cao. Ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng, vô số tia lửa điện nổ tung trên trời, năng lượng mạnh mẽ đánh nát thời không xung quanh. Rầm. Lại một tia sét nữa đánh xuống. Bên dưới, Lục Thiên phất tay áo. Ầm. Một luồng năng lượng khủng bố phóng lên trời, tia sét vừa đánh xuống kia vụn vỡ, hóa thành vô số tia lửa điện rơi xuống. Ba lần thiên kiếp đã qua. Đại Võ Tông nhoẻn miệng cười, nhưng đúng lúc này, trên tầng mây lại xuất hiện một tia sét nữa. Đại Võ Tông sững sờ, sau đó run giọng nói, ẩn kiếp, đây là ẩn kiếp trong truyền thuyết. Lục Thiên nhìn Đại Võ Tông, Lục Thiên nhíu mày, ẩn kiếp sao? Đại Võ Tông phấn khởi nói, đúng vậy, đạt đến cực cảnh sẽ phải vượt qua ba kiếp. Nhưng rất nhiều người không biết, thật ra vẫn còn một kiếp nữa, đó chính là ẩn kiếp. Đây là một kiếp được Tần các chủ năm xưa đặt ra, chỉ có yêu nghiệt tuyệt thế mới có thể kích hoạt kiếp này, nếu kích hoạt rồi phá được kiếp này thì không những sẽ được tặng gấp đôi thiên đạo, mà còn có thể nhận được một phần thưởng thần bí. Ông ta càng nói càng phấn khích, Lục Thiên, con thật sự là yêu nghiệt tuyệt thế. Không chỉ mình ta đã đánh giá thấp con mà người đời cũng đã đánh giá thấp con quá rồi. Lục Thiên hít sâu vào một hơi, gã nhìn đám mây đen kia. Lúc này, một tia sét từ từ đánh ra từ trong đám mây đen, tia sét này dài phải đến nghìn trượng, hơn nữa còn tỏa ra ánh đỏ nhàn nhạt. Tia sét này xuất hiện, thời không bỗng bắt đầu bị thiêu hủy từng chút một. Uy lực cực kỳ khủng bố. Ánh mắt Lục Thiên dữ dằn, tới đi. Dứt lời. Gã giẫm mạnh chân phải xuống, cả người hóa thành một đạo thần ấn bay vút lên trời. Ầm. Đạo thần ấn kia vừa tiếp xúc với tia sét thì tia sét đã vỡ nát trong nháy mắt. Rầm. Thời không của một khu vực sụp đổ, cực kỳ khủng bố. Một lúc sau, thời không khôi phục lại, Lục Thiên đứng trên trời, hai tay chắp sau lưng, giữ ấn đường, đạo ấn dần dần biến mất. Đám mây đen trên đầu gã bỗng tuôn ra những tia sáng trắng. Chúng chút xuống rồi nhấn chìm Lục Thiên. Tặng thiên đạo. Thiên đạo tôi luyện thân xác. Một lát sau, khí tức của Lục Thiên tăng lên một cách điên cuồng. Ầm. Đất trời xung quanh như cuộn trào lên trong giây phút này. Rất lâu sau, tia sáng trắng dần tản đi, Lục Thiên bước ra, gã hít sâu vào một hơi rồi khẽ phất tay áo.
Rầm. Một luồng sấm sét đáng sợ phóng ra, thời không vỡ nát. Trong sấm sét mang theo ánh đỏ nhàn nhạt. Ở phía xa, Đại Võ Tông nhoẻn miệng cười, ẩn kiếp chí cảnh. Lục Thiên chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ cười, Đại Kiếm Đế. Hình như cũng chẳng có gì ghê gớm. Đại Võ Tông cười nói cho con biết một bí mật. Lục Thiên nhìn Đại Võ Tông, Đại Võ Tông cười nói, ta vừa nhận được tin mới, Diệp Quân không phải là Đại Kiếm Đế. Lục Thiên nhíu mày, không phải Đại Kiếm Đế sao? Đại Võ Tông cười nói, đúng vậy. Tiên Bảo Các đã mời một nhóm cường giả phân tích kiếm thế ngày hôm đó, đó không phải là kiếm thế của hắn, có lẽ là do thanh kiếm kia. Vậy nên, Diệp Quân hoàn toàn không phải là Đại Kiếm Đế. Chỉ là thanh kiếm kia khá đặc biệt thôi. Nếu thật là như vậy thì trận chiến một tháng sau, con sẽ thắng chắc, vì đạo ấn của con tuyệt đối có thể áp chế kiếm của hắn. Lục Thiên khẽ mỉm cười, thì ra là vậy. Đại Võ Tông khẽ gật đầu, còn ở lại đây tiếp tục tu luyện. Ta ra ngoài liên lạc với và thế gia và tông môn giúp con. Lục Thiên khom người thật sâu hành lễ, đa tạ sư phụ. Đại Võ Tông gật đầu, quay người rời đi. Sau khi Đại Võ Tông đi, Lục Thiên chậm chậm nhắm mắt lại. Lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu gã, nếu để bọn họ biết ngươi còn nắm trong tay hai vực, đồng thời còn là song tu đạo thể, không biết sắc mặt của bọn họ sẽ thế nào. Lục Thiên khẽ cười, ta cũng hơi mong chờ xem vẻ mặt của những thế lực đứng về phía Diệp Quân vào lúc đó. Nói rồi, như nhớ ra điều gì đó, gã lại nói, người đứng sau lưng Diệp Quân chắc chắn cũng không đơn giản. Giọng nói đó cười nhạt, người yên tâm, sau kiếm chủ nhân gian và thanh khưu nữ đế, vũ trụ quan huyên không một ai đánh được, bao gồm cả vô biên chủ và một vài đại kiếm đế mà bọn họ tâng bốc, đều chỉ như con sâu cái kiến mà thôi. Còn một tháng nữa là tới trận chiến giữa Diệp Quân và Lục Thiên. Nhưng lúc này, đã có vô số người từ khắp chư thiên vạn giới đổ xô về Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Đây là trận chiến kinh thế. Ai không muốn tận mắt chứng kiến chứ? Thư viện Quan Huyên không tuyên truyền gì, nhưng Tiên Bảo Các thì lại cật lực quảng cáo. Đương nhiên, họ tuyên truyền cho Lục Thiên, nhờ vậy mà danh tiếng của Lục Thiên nổi hơn bao giờ hết. Có thể nói bây giờ Lục Thiên là người nổi tiếng nhất vũ trụ Quan Huyên. Đặc biệt là Tiên Bảo Các luôn nhấn mạnh vào thân phận người mang thiên mệnh của Lục Thiên, lờ mờ dẫn dắt thân phận thật sự của gã có liên quan đến kiếm chủ nhân gian nên cả vũ trụ Quan Huyên đều nghi ngờ rằng Lục Thiên chính là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Thế là Lục Thiên lại càng nổi tiếng. 3.000 vạn năm rồi. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian xuất hiện rồi sao? Nghĩ thôi cũng khiến người ta kích động khôn nguôi. Mà Diệp Quân dù là một vị chuẩn đại kiếm đế, khi đứng trước thân phận này của người mang thiên mệnh cũng bỗng trở nên mờ nhạt. Kiếm chủ nhân gian, vị thần vĩnh viễn. Người mang thiên mệnh, vị thần vĩnh viễn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là trận chiến khiến người ta mong chờ nhất trong nghìn vạn năm qua ở vũ trụ Quan Huyên. Nam Châu. Mấy người Chu Phu đã đón người nhà họ Diệp tới thư viện Quan Huyên từ sớm. Đương nhiên họ biết chuyện đang xảy ra ở Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Tiên Bảo Các tuyên truyền mạnh đến cỡ đó mà. Sau khi nhận được tin Diệp Quân và người mang thiên mệnh quyết chiến, đám người Chu Phu không hề do dự, lập tức lựa chọn ủng hộ Diệp Quân. Hắn đi ra từ Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu mà. Nếu Diệp Quân thắng, Thư viện Quan Huyên Nam Châu có thể, nổ, đến 10 đời cũng không hết. Không đúng, bây giờ cả Nam Châu đều tự hào vì Diệp Quân. Đặc biệt là Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu, bây giờ họ xem Diệp Quân như thần. Có thể nói, trong lòng người Nam Châu, Diệp Quân chính là thần. Núi sau Thư viện, bên hồ có hai người chậm rãi đi dạo. Hai người này chính là Diệp Tiêu tộc trưởng gia tộc họ Diệp và Nạp Lan danh tộc trưởng nhà họ Nạp Lan. Nhờ Diệp Quân, địa vị của nhà họ Nạp Lan cũng lên như diều gặp gió. Đặc biệt là hành động khi xưa của nhà họ Nạp Lan bây giờ đã thành câu chuyện mọi người ca tụng. Diệp Quân mất hết tu vi nhưng nhà họ Nạp Lan không hề hủy bỏ hôn ước, không dậu đổ bìm leo, hễ nhắc đến Nạp Lan ca thì người ta chỉ có thể khen cô trượng nghĩa. Diệp Tiêu bỗng cảm thán, thằng nhóc đó đi xa thật. Nạp Lan danh gật đầu, ta biết tương lai của cậu ấy rộng mở, nhưng không ngờ cậu ấy lại đi xa đến vậy, thật khiến người ta bất ngờ. Diệp Tiêu lắc đầu cười, thằng nhóc này. Nạp Lan danh bỗng nói, Diệp lão, thân phận thật sự của thằng nhóc này.
Diệp Tiêu lắc đầu, ta cũng không biết. Năm xưa trước cửa nhà ta bỗng xuất hiện một đứa trẻ, còn những thứ khác, ta không biết gì cả. Nạp Lan Danh khẽ nói, lai lịch của cậu ấy không đơn giản. Diệp Tiêu khẽ gật đầu, vẻ mặt buồn bã. Ông biết chắc chắn sẽ có một ngày Diệp Quân sẽ rời khỏi gia tộc họ Diệp. Nạp Lan Danh cười nói, nghĩ thoáng một chút. Diệp Tiêu, đương nhiên, nếu rời khỏi gia tộc họ Diệp có thể khiến thằng nhóc đó đi xa hơn thì ta vui còn không hết. Nạp Lan Danh khẽ gật đầu, ông ấy nhìn chân trời xa tít tắp, nhẹ giọng nói, mắt nhìn người của tiểu ca thật tốt. Thượng giới, một người phụ nữ đang bước nhanh trên đường. Người này chính là Phí Bán Thanh. Khi nhận được tin một tháng sau Diệp Quân và người mang thiên mệnh sẽ quyết chiến, Phí Bán Thanh không hề do dự, lập tức lên đường tới Tổng viện Thư viện Quan Huyên. Ở Nam Châu đợi chờ thật sự quá dày vò. Hơn nữa, càng ngày càng dày vò. Phí Bán Thanh muốn tới thăm hắn, dù đứng từ xa nhìn cũng được. Đúng lúc này, một ông lão bỗng cản trước mặt Phí Bán Thanh. Nhìn thấy ông lão, Phí Bán Thanh nhíu mày, Huyền Thiên Tông. Ông lão cười nói, Phí Bán Thanh, không ngờ ngươi vẫn dám tới thượng giới. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm ông lão, không nói gì. Ông lão khẽ cười, hôm đó học trò Diệp Quân của ngươi đánh bại An Mục của Thanh Châu, Huyền Thiên Tông ta chỉ có thể bỏ qua, tạm thời tránh né. Nhưng bây giờ hắn lại chọc phải người mang thiên mệnh, đúng là khiến ta cười vỡ bụng. Lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện thêm một số cường giả Huyền Thiên Tông. Sắc mặt Phí Bán Thanh trầm xuống. Ông lão cười nói, Phí Bán Thanh, ngày tàn của ngươi tới rồi. Nói rồi ông ta định ra tay, lúc này một ông lão áo đen bỗng xuất hiện trước mặt Phí Bán Thanh. Thấy ông lão này, tất cả mọi người đều sửng sốt. Ông lão dẫn đầu Huyền Thiên Tông đang định lên tiếng thì ông lão áo đen phất tay áo, mấy chục cường giả Huyền Thiên Tông bỗng hóa thành cát bụi. Hoàn toàn biến mất. Phí Bán Thanh hoảng hốt. Ông lão áo đen quay người nhìn Phí Bán Thanh, có phải cô muốn tới Tổng viện không? Phí Bán Thanh gật đầu, nhìn ông lão áo đen với vẻ đề phòng, các hạ là. Ông lão áo đen, bọn ta là người của thiếu chủ, phụng mệnh tới bảo vệ cô. Phí Bán Thanh hơi ngẩn người, sau đó hỏi, thiếu chủ của các ông là. Ông lão áo đen xòe tay ra, sau đó khẽ phất tay, thời không nứt ra, một đường hầm thời không xuất hiện trước mặt ông ấy và Phí Bán Thanh. Nhìn thấy vậy, đồng tử Phí Bán Thanh rút lại, thủ đoạn gì thế? Ông lão áo đen, ta đã mở ra đường hầm thời không dẫn đến Tổng viện, vào trong đây thì cô có thể đi thẳng tới Tổng viện. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm ông lão áo đen, rốt cuộc thiếu chủ của các ông là ai? Ông lão áo đen không trả lời. Ông ấy đưa Phí Bán Thanh vào thẳng đường hầm thời không, hai người vừa bước vào trong thì thời không ở chỗ đó đã trở lại như cũ. Cùng lúc đó, không biết vì sao tông chủ của Huyền Thiên Tông lại đột ngột qua đời, nghe nói lúc ra đi rất thanh thản. Phúc địa linh hư, Trương Vân Thiên và các trưởng lão tề tựu ở đại điện, vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng. Tình cảnh của phúc địa linh hư bây giờ rất khó khăn. Vì bọn họ đã bị tiên bảo các trừng phạt, người của phúc địa linh hư đều không được tiên bảo các phục vụ, quan trọng nhất là tiên bảo các đã xếp bọn họ vào hàng ngũ thù địch. Đồng thời đã hạ lệnh truy sát có thưởng đối với phúc địa linh hư. Chỉ cần giết được một người trong phúc địa linh hư thì có thể nhận được kim tinh của tiên bảo các, thế nên sau khi hộ tống Diệp Quân tới kiếm tông thì phúc địa linh hư đã phong giới, không ai được ra ngoài. Lệnh treo thưởng của tiên bảo các cực kỳ khủng bố. Vì bọn họ rất chịu chi. Trong điện, vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm trọng, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tới trận quyết chiến giữa Diệp Quân và Lục Thiên. Đó cũng là lúc quyết định vận mệnh của Phúc Địa Linh Hư. Nếu Diệp Quân thắng, Phúc Địa Linh Hư có thể sống. Nếu Diệp Quân thua, Phúc Địa Linh Hư sẽ biến mất khỏi thế gian này. Lần này, Phúc Địa Linh Hư đã cược một ván lớn. Bấy giờ, Trương Vân Thiên bỗng cười nói, các vị, chúng ta đã chọn Diệp Công Tử thì chỉ có thể kiên trì tới cùng. Nói rồi ông ấy đứng dậy, Diệp Công Tử vô địch. Vô địch! Đại trưởng lão cũng bất thình lình hét lên. Những trưởng lão khác trong phúc địa linh hư cũng hò reo. Mẹ kiếp! Đã đến giờ phút này rồi, Diệp Quân không vô địch thì bọn họ cũng xem hắn là vô địch. Động Thiên Tuế Nguyệt. Trong điện, các trưởng lão đông đủ, dẫn đầu chính là Nam Ly Âm. Vẻ mặt Nam Ly Âm bình tĩnh,
Đại trưởng lão và nhị trưởng lão bên cạnh bà ấy thì mặt đầy ý cười. Bên dưới, các trưởng lão khác nhìn ba người mà cạn lời. Bọn họ biết chắc chắn ba người này đã biết được bí mật nào đó rồi, nhưng ba người họ không chịu nói ra. Đúng là làm người khác sốt ruột chết đi được. Thật ra trong lòng Nam Ly Âm cũng hoảng lắm, dù sao chuyện này cũng liên quan đến sự sống còn của tất cả mọi người trong động Thiên Tuế Nguyệt mà. Nếu Diệp Quân thua, bà ấy cũng sẽ tuyệt vọng. Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên cùng đối phó, ai chịu cho nổi. Tuy bà ấy cũng rất tin Diệp Quân, nhưng chuyện này liên quan đến sự tồn vong của cả tộc, bà ấy không thể không lo lắng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão bên cạnh bà ấy thì không lo lắng chút nào. Lúc này, đại trưởng lão bỗng cười nói, mọi người đừng tỏ vẻ nghiêm trọng thế mà, nào, mọi người cùng cười lên chút, cho đời nó vui. Các vị trưởng lão thì mặt đen như đít nồi. Sống chó quá. Kiếm Tông. Trần Quan Tử đứng trước cửa kiếm điện, bên cạnh y là Tào Bạch. Trần Quan Tử trầm mặc nhìn phía chân trời xa xăm. Tào Bạch bỗng hỏi, đại sư huynh cảm thấy Diệp Quân sư đệ có thể thắng được không? Trần Quan Tử bình tĩnh nói, thắng thua là chuyện bình thường. Nhưng buộc phải công bằng. Ngày hôm đó, nếu có người dám làm chuyện bất công, ta sẽ giết hắn. Tào Bạch gật đầu, đương nhiên rồi ạ. Nói rồi, y nhìn bầu trời với ánh mắt lạnh lùng, chắc bọn họ không dám đâu. Trần Quan Tử bỗng nói, thế thì chưa chắc. Nghe vậy Tào Bạch ngẩn người. Ở khu vực tu luyện. 29 ngày qua đi. Diệp Quân ngồi xếp bằng trên đất, hắn đang cảm ứng thiên địa, ở trong không gian tồn tại rất nhiều năng lượng tự nhiên, cái này được gọi là sức mạnh thiên địa. Mà nắm được những sức mạnh thiên địa này sẽ đạt được cảnh giới thiên pháp. Rất nhanh, trong trời đất bỗng xuất hiện rất nhiều nguyên tố năng lượng. Thật ra bây giờ hắn tu luyện cảnh giới rất dễ dàng, vì công pháp của hắn cực kỳ mạnh mẽ, đó là vũ trụ quan huyên pháp mà, thêm vào đó, trước đây hắn còn nhận được truyền thừa ở Phúc Địa Linh Hư, thế nên hắn tu luyện cảnh giới dễ dàng hơn người thường rất nhiều. Nhưng mỗi khi tu luyện một cảnh giới, hắn đều phải hiểu thấu cảnh giới đó trước, sau đó mới đột phá. Thế nên hắn tu luyện cảnh giới rất chậm, chậm nhưng chắc, không ai chắc bằng hắn. Diệp Quân xòe tay ra, dần dần, những năng lượng kia tập trung lại chỗ hắn. Chẳng mấy chốc xung quanh hắn đã xuất hiện rất nhiều sức mạnh nguyên tố thiên địa. Diệp Quân bỗng nắm tay phải lại. Một tia sét hình thành trong lòng bàn tay của hắn. Thấy tia sét này, Diệp Quân nở nụ cười, tay hắn khẽ hất. Tia sét kia phóng thẳng ra ngoài. Vù! Không gian bị tia sét đánh nát. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy. Trong cơ thể hắn, một luồng khí tức mạnh mẽ tuôn trào ra ngoài. Diệp Quân nhẹ nhàng phất tay phải, giữa đất trời, những nguyên tố năng lượng kia bỗng tan thành mây khói. Cảnh giới thiên pháp. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, hắn nhìn xung quanh, mỉm cười rồi quay người rời đi. Khi Diệp Quân trở về Kiếm Tông đã nhìn thấy một cô gái, lúc nhìn thấy người này, Diệp Quân đã ngây người ra tại chỗ. Váy trắng, tóc bạch kim. Tịch Huyền. Thấy Diệp Quân, Tịch Huyền khẽ cười, lâu rồi không gặp. Diệp Quân đi tới trước mặt Tịch Huyền, khẽ nói, Tịch Huyền cô nương. Tịch Huyền cười nói, ta sắp đi thế giới hư chân rồi. Diệp Huynh ngẩn người, thế giới hư chân sao? Tịch Huyền gật đầu, đi với sư phụ ta. Nói rồi, cô ấy bỗng dừng lại một chút rồi mới nói tiếp, đương nhiên, là đợi trận đấu ngày mai của huynh xong rồi ta mới đi. Diệp Quân im lặng, Tịch Huyền bỗng giơ tay hơ hơ trước mặt Diệp Quân, cười nói, huynh đang nghĩ gì đấy? Diệp Quân nhìn Tịch Huyền, khẽ nói, Tịch Huyền cô nương, ta xin lỗi. Tịch Huyền cúi đầu, một lát sau, cô ấy bỗng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân với nụ cười tươi rói, đồ ngốc, huynh không cần phải xin lỗi ta. Ta đối xử tốt với huynh là vì ta thích huynh, nếu huynh thích ta thì đó là chuyện cực kỳ tốt, nhưng nếu huynh không thích ta thì ta cũng không có gì phải hối hận cả. Huynh yên ổn là tốt rồi. Diệp Quân hơi cúi đầu, không nói gì. Tịch Huyền cười nói, ta đi đây. Nói xong, cô ấy quay người rời đi. Lúc xoay người đi, cô ấy không hiểu sao sống mũi mình lại cay xè, nước mắt rơi xuống. Vốn tưởng có thể thản nhiên đối mặt, nhưng khi gặp lại hắn, cô ấy lại không thể kìm được nước mắt. Diệp Quân đứng lặng lẽ ở đó. Hắn nhìn Tịch Huyền đi mỗi lúc một xa,
cho đến khi cô ấy mất hút khỏi tầm nhìn. Thật lâu sau, hắn khẽ nói, gió lớn quá. Hắn dụi mắt rồi quay người rời đi. Trong tháp, giọng nói bí ẩn bỗng nói, ta biết khuyết điểm của hắn là gì rồi. Tiểu tháp hỏi, là gì? Giọng nói bí ẩn, từ trước đến nay, dù là thiên phú hay tâm tính, thằng nhóc này đều là tuyệt đỉnh thế gian, dường như không có bất cứ khuyết điểm nào. Nhưng bây giờ, ta phát hiện ra khuyết điểm lớn nhất của hắn chính là tình. Chỉ khi đối diện với chữ tình này, hắn mới cúi đầu, mới lưỡng lự. Tiểu tháp khẽ nói, nhưng ta thấy đó không phải là khuyết điểm gì cả. Giọng nói bí ẩn hỏi, vì sao? Tiểu tháp nói, nếu hắn chỉ biết tu kiếm, trong tim không có tình, thì đó mới là điều đáng tiếc nuối. Giọng nói bí ẩn trầm mặc. Sau khi trở về kiếm tông, hắn tới trước tượng của Thanh Sam kiếm chủ. Hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn mà không nói gì cả. Tiểu tháp bỗng hỏi, sao vậy? Diệp Quân cười nói, tháp gia, kiếm chủ Thanh Sam lợi hại hay kiếm chủ nhân gian lợi hại? Tiểu tháp cười, ngươi thấy ai lợi hại? Diệp Quân lắc đầu, ta không biết mà. Tiểu tháp cười ha hả, sau đó nói, sau này gặp bọn họ, ngươi có thể tự mình hỏi. Diệp Quân gật đầu, được. Lúc này, Trần Quan Tử bỗng đi tới bên cạnh Diệp Quân, y nhìn Diệp Quân, chuẩn bị xong hết chưa? Diệp Quân gật đầu, xong hết rồi. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, tốt. Đêm khuya, Diệp Quân ngồi trước cửa kiếm điện, bầu trời đầy sao. Diệp Quân bỗng hỏi, tháp gia, thế giới hư chân là thế giới như thế nào? Tiểu tháp trầm mặc một hồi lâu rồi nói, một chiến trường. Diệp Quân nhíu mày, chiến trường sao? Tiểu tháp nói, ừ. Diệp Quân đang định truy hỏi thì lúc này bỗng có tiếng bước chân vang lên. Diệp Quân quay đầu nhìn, ở đó có một cô gái đang đứng. Cô gái mặc một bộ váy dài màu xanh, tóc xõa sau vai, hai tay chắp sau lưng, đang cười mỉm nhìn hắn. Diệp Quân sửng sốt. Cô gái cười, Diệp sư đệ. Người tới chính là Nam Lăng Nhất Nhất. Diệp Quân cười, Nhất Nhất sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất đi tới bên cạnh Diệp Quân, cô ấy ngồi xuống rồi cười hỏi, bất ngờ chứ gì. Diệp Quân gật đầu, vâng, sao tỷ lại ở Tổng Viện vậy? Nam Lăng Nhất Nhất nói, hôm đó ta đã rời khỏi đạo môn, sau đó tới Tổng Viện Thư Viện Quan Huyên, cuối cùng ta được Thần Đạo Viện nhận làm học sinh, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền của Viện Chủ Thần Đạo Viện nữa. Khi đệ tới, ta vẫn luôn bế quan tu luyện, thế nên ta không biết, sau khi ta xuất quan, vừa nhận được tin là đã tới tìm đệ luôn. Diệp Quân cười nói, chúc mừng tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, phải cảm ơn đệ đã tặng ta hai quyển thuật tu luyện kia. Cô ấy chân thành nói, Diệp sư đệ, ta nói cho đệ biết nhé, lúc bọn họ nhìn thấy cách thức tu luyện của ta thì những trưởng lão của Thần Đạo Viện kia đều vô cùng kích động, sau đó đã liên hệ trực tiếp với viện chủ, sau đó nữa thì viện chủ đã nhận ta làm đồ đệ. Diệp sư đệ, tháp gia kia của đệ chắc chắn là một nhân vật cực kỳ lợi hại đó. Ha ha, tiểu tháp bỗng bật cười. Cô nhóc này được đấy. Diệp Quân cười nói, đúng là tháp gia rất lợi hại. Vũ trụ quan huyên pháp kia cũng khiến hắn cực kỳ chấn động, phải công nhận tháp gia thật sự rất mạnh, chỉ có điều lời nói ra ba phần thật bảy phần giả. Nam Lăng Nhất Nhất bỗng ngẩng đầu nhìn tinh không, cười nói, Diệp sư đệ, gặp được đệ thật tốt. Diệp Quân khẽ cười, đệ cũng vậy. Nam Lăng Nhất Nhất quay đầu nhìn Diệp Quân, cô ấy vén tóc mai rồi cứ thế nhìn Diệp Quân mà chẳng nói gì. Diệp Quân bị cô ấy nhìn như vậy thấy hơi mất tự nhiên, khẽ gọi, sư tỷ. Nam Lăng Nhất Nhất cười nói, không có gì, chỉ là muốn nhìn đệ thôi. Diệp Quân lắc đầu cười. Nam Lăng Nhất Nhất bỗng đứng dậy, cười nói, sư đệ, ta đi đây. Mai ta sẽ tới cổ vũ cho đệ. Diệp Quân gật đầu, được. Nam Lăng Nhất Nhất quay người đi. Diệp Quân nhìn bóng lưng rời đi của Nam Lăng Nhất Nhất, im lặng. Rời khỏi viện không bao lâu, Nam Lăng Nhất Nhất bỗng dừng chân, một người phụ nữ váy trắng đứng trước mặt cô ấy. Người phụ nữ nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, cậu ấy chính là người con thích à? Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, vâng. Người phụ nữ váy trắng nhìn Diệp Quân trong viện, trầm mặc. Nam Lăng Nhất Nhất khẽ nói, sư phụ, chúng ta đi thôi. Người phụ nữ váy trắng nhìn Nam Lăng Nhất Nhất, nếu đã thích cậu ấy, sao con lại không nói cho cậu ấy biết? Nam Lăng Nhất Nhất khẽ nói, thích một người không nhất thiết phải nói ra,
con cảm thấy như bây giờ rất tốt, lặng lẽ ở bên cạnh đệ ấy với thân phận là sư tỷ, đệ ấy sẽ mãi mãi không từ chối con. Người phụ nữ váy trắng khẽ thở dài, bà ấy kéo Nam Lăng Nhất Nhất đi về phía xa. Nam Lăng Nhất Nhất bỗng nói, sư phụ, trận đại chiến ngày mai, người bên Lục Thiên có nhúng tay vào không? Người phụ nữ váy trắng bình tĩnh nói, tốt nhất là không, nếu không. Nói rồi, ánh mắt bà ấy trở nên lạnh lùng, đều phải chết. Trước cửa kiếm tông, Diệp Quân đang định đứng lên đi thì một cô gái nữa lại tới. Nhìn thấy người này, Diệp Quân ngẩn người. Ngao Thiên Thiên, thiếu tộc trưởng của tộc Thiên Long. Nhìn thấy Ngao Thiên Thiên, Diệp Quân kinh ngạc, Thiên Thiên cô nương. Ngao Thiên Thiên bước tới trước mặt Diệp Quân rồi nói nhỏ vài câu, Diệp Quân trầm mặc. Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, có một số thứ ngươi có thể không dùng, nhưng tốt nhất thì phải có. Diệp Quân cười nói, vậy đa tạ cô nương. Ngao Thiên Thiên cười nói, khách sáo gì chứ? Diệp Quân gật đầu, đi thôi. Hai người rời đi, xuống đây chịu chết. Ngày hôm sau, một người phụ nữ tới Tiên Bảo Các, lúc này Tiên Bảo Các đã chật ních người. Họ đều đang đặt cược. Đương nhiên là cược giữa Diệp Quân và Lục Thiên ai sẽ là người thắng. Tất nhiên Tiên Bảo Các sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền như thế này rồi. Mà tỷ lệ cược giữa Diệp Quân và Lục Thiên khác nhau một trời một vực. Cược Diệp Quân thắng, một ăn 100. Cược Lục Thiên thắng, một ăn 1. Nhìn tỷ lệ cược này, kẻ mù cũng nhận ra được Tiên Bảo Các đang đứng về phía Lục Thiên. Đúng lúc này, một người phụ nữ tới trước mặt một quản sự của Tiên Bảo Các, người phụ nữ lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho ông lão, cược Diệp Quân, 5.000 vạn kim tinh. 5.000 vạn kim tinh cược Diệp Quân. Nghe thế, tất cả mọi người đều sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn người phụ nữ với vẻ mặt không thể tin nổi. Quản sự Tiên Bảo Các cũng sững người, ông ta do dự hỏi lại, cô có cược nhầm không? Người phụ nữ bình thản trả lời, không. Quản sự Tiên Bảo Các nhìn người phụ nữ, còn định nói gì đó thì người phụ nữ lại nói, không cược nhầm. Nhanh đi. Quản sự Tiên Bảo Các cũng không nói thêm gì, ông ta lấy ra một tấm lệnh bài, rồi viết lên tấm lệnh bài đó 5.000 vạn, kim tinh, sau đó đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ nhận lệnh bài xong thì quay người rời đi. Người phụ nữ này chính là Phí Bán Thanh. Sau khi Phí Bán Thanh rời đi, những người ở Tiên Bảo Các đều lắc đầu. Cái này gọi là giàu mà ngu. Đúng là tức chết mà, cô ta lại cho rằng Diệp Quân có thể thắng được người mang thiên mệnh, nực cười. Có phải cô ta không biết người mang thiên mệnh là ai không? Phí Bán Thanh không hề để ý tới bọn họ, bước nhanh đi. Trên đỉnh thí luyện, trời còn chưa sáng, cột đá quanh đài sinh tử đã đông nghịt người. Người đông như nêm, ồn ào huyên náo. Hôm nay là ngày đại chiến. Để giành được chỗ đứng tốt, có nhiều người đã tới từ 3 ngày trước. Đúng lúc này, không gian trên đài sinh tử bỗng nứt ra, sau đó một chàng trai chậm rãi bước ra. Gã chính là Lục Thiên. Hôm nay Lục Thiên mặc một bộ áo bào trắng xanh, tóc dài sau vai, hai tay chắp sau lưng, thân hình thẳng tắp, như thần tiên giáng trần, phong thái tuyệt thế. Gã vừa xuất hiện, bầu không khí đã sôi trào. Người mang thiên mệnh. Vô số người gào thét lên. Sự thật chứng minh, Tiên Bảo Các tuyên truyền rất có hiệu quả, Lục Thiên rất được yêu thích, có thể nói còn được yêu thích hơn Diệp Vũ Kiếm Đế năm xưa rất nhiều. Tiên Bảo Các đã quảng bá ở khắp vũ trụ cơ mà. Lục Thiên chắp tay sau lưng, hai mắt nhắm lại, trầm mặc không nói gì. Xung quanh, tiếng hoan hô không ngớt, vang vọng trời cao. Bù! Đúng lúc này, một tiếng kiếm xé gió vọng lại từ phía chân trời. Sau đó, mấy trăm đạo kiếm quang bay tới. Kiếm tông. Tất cả mọi người đều nhìn những kiếm quang đó. Chẳng mấy chốc, một chàng trai đã đáp xuống một cột đá cách Lục Thiên vài trăm trượng. Chính là Diệp Quân. Sau lưng Diệp Quân, mấy trăm kiếm tu đồng loạt đáp xuống, người dẫn đầu chính là Trần Quan Tử. Diệp Quân bỗng nhìn sang bên phải, trên cột đá bên phải, hắn nhìn thấy các cường giả của Động Thiên Tuế Nguyệt và Phúc Địa Linh Hư. Dẫn đầu chính là Nam Ly Âm và Trương Vân Thiên. Thấy hai tộc này, Diệp Quân ôm quyền, mỉm cười. Nam Ly Âm khẽ cười rồi gật đầu. Trương Vân Thiên thì siết tay phải thành quyền, làm tư thế cổ vũ cố lên. Diệp Quân mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt. Lúc này,
như phát hiện ra điều gì, hắn bỗng nhìn sang bên trái, trên một cột đá xa xa bên trái, hắn nhìn thấy một người quen. Tiêu Qua. Nhìn thấy Tiêu Qua, Diệp Quân chợt sững người. Thấy ánh mắt của Diệp Quân, Tiêu Qua cười ha ha, Diệp huynh, ta tới cổ vũ cho huynh đây. Diệp Quân cười nói, đa tạ Tiêu huynh. Tiêu Qua chỉ cười chứ không nói thêm gì. Diệp Quân lại nhìn xung quanh một vòng. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy Nam Lăng Nhất Nhất, cô ấy cũng mỉm cười với hắn, một nụ cười tươi như hoa. Diệp Quân khẽ cười, sau đó vẫy tay với cô ấy. Tiếp đó, hắn nhìn về phía bên phải, hắn lại thấy một bóng người quen ở trên một cột đá. Chính là chủ tịch thư viện Thanh Châu Mục U U. Đó là cô gái song tu thần thuật và kiếm kia. Bắt gặp ánh mắt của Diệp Quân, Mục U U hơi ngẩn người, gật đầu, xem như đã chào hỏi. Diệp Quân khẽ cười rồi quay đầu, rất nhanh, hắn lại sửng sốt. Hắn lại thấy một người quen nữa đứng trên một cột đá bên phải. Một cô gái mặc bộ váy trắng, đẹp như tiên, cô ấy đứng đó với một khí chất xuất thần, khiến người khác hổ thẹn không bằng. Cô gái này chính là người đã tặng tàu vũ trụ cho hắn trên đường tới Thanh Châu. Thấy cô gái này, Diệp Quân cũng rất bất ngờ. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quân, cô gái hơi ngẩn người, cô ấy do dự một lát rồi mới gật nhẹ đầu, xem như chào hỏi. Diệp Quân mỉm cười, hắn lại nhìn xung quanh, lúc hắn không thấy người nào đó, ánh mắt hơi thất vọng. Đúng lúc này, Lục Thiên trên đài sinh tử bỗng mở mắt ra. Gã chỉ vào Diệp Quân, cười lớn, Diệp Quân, còn không mau xuống chịu chết. Xuống chịu chết. Bỗng chốc, bầu không khí sôi trào, tiếng hò hét vang lên không ngớt. Bá đạo. Xung quanh, những người ủng hộ Lục Thiên giống như bị kích thích, đồng loạt phẫn nộ gào lên. Thanh thế giấy lên từng đợt, trời đất cũng vì thế mà rúng động. Diệp Quân lại vô cùng bình tĩnh, hắn khởi động ngự kiếm rồi đáp xuống đài sinh tử. Lúc này, một ông lão xuất hiện bên trên đài sinh tử. Nhìn thấy ông lão, mọi người đều ngẩn ra. Trương lão của nội các. Trương lão đi tới giữa hai người, ông ta liếc nhìn hai người, sau đó lấy ra một tờ giấy, giấy sinh tử, nếu như không có ý kiến gì khác thì ký đi. Lục Thiên chỉ điểm, một giọt máu tươi rơi trên giấy sinh tử, nhỏ máu cam kết. Lục Thiên nhìn về phía Diệp Quân không phí lời, cũng chỉ điểm, một giọt máu rơi trên giấy sinh tử. Trương lão thu giấy sinh tử lại, sau đó quay người biến mất khỏi vị trí. Quyết chiến bắt đầu. Sau khi Trương lão biến mất, không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều đang nhìn Diệp Quân và Lục Thiên. Lục Thiên nhìn Diệp Quân, chắp hai tay sau lưng, khẽ cười, thật ra ta phải cảm ơn ngươi. Thật sự, bởi vì... Câm mồm. Diệp Quân đột nhiên nói, ta không thân quen gì với ngươi, không muốn phí lời với ngươi. Nói xong. Vút. Không gian trước mặt Lục Thiên đột nhiên nứt ra. Một thanh kiếm lao tới chỉ trong nháy mắt. Thuấn sát nhất kiếm. Không có bất cứ sự thăm dò gì đã sử dụng sát chiêu. Lục Thiên híp hai mắt lại, gã đột nhiên chỉ điểm, nơi đầu ngón tay có một luồng kinh lôi lóe lên. Ầm. Trong khoảnh khắc, thanh phi kiếm long ngâm của Diệp Quân đột nhiên rung lên kịch liệt, sau đó bị chấn động tới độ văng ra. Thế nhưng đúng vào lúc này, lại một thanh phi kiếm nữa lao tới. Dưới chân Lục Thiên, tia chớp lóe dạng. Vút. Cả người Lục Thiên lập tức di chuyển ra xa mấy chục trượng, nhát kiếm của Diệp Quân chém thẳng vào hư không. Sắc mặt của Lục Thiên vừa mới dừng lại kia lập tức biến đổi kịch liệt, bởi vì lại có một thanh phi kiếm lao tới trước mặt gã, thanh kiếm này cứ như đã ở sẵn nơi này để đợi gã. Thanh kiếm này càng nhanh hơn. Không thể né tránh. Lục Thiên híp hai mắt lại, tay phải đột nhiên siết chặt. Khu vực mà gã đang đứng rúng động kịch liệt, luồng khí thế đáng sợ bộc phát ra từ bên trong cơ thể gã, cùng lúc này, giữa ấn đường của gã đột nhiên phát ra những tia sáng. Không gian xung quanh rung lên kịch liệt, sau đó nứt ra. Thanh phi kiếm của Diệp Quân lại bị những tia sáng đó ép dừng, không thể tiến thêm dù nửa tấc. Thế nhưng đúng vào lúc này, lại có một tia kiếm quang lao tới. Những tia sáng đột nhiên vỡ vụn. Lúc này, Lục Thiên đã lùi ra sau mấy chục trượng về phía bên phải, nhưng gã vừa đáp đất lại có một thanh kiếm lao tới. Thanh kiếm của Diệp Quân giống như một loài ký sinh khó mà loại trừ,
cho dù gã lùi tới nơi nào thì đều có thể cắn chặt lấy gã. Hơn nữa, thanh kiếm sau còn nhanh hơn thanh kiếm trước. Lần này, sắc mặt của Lục Thiên lại vô cùng bình tĩnh, gã nhìn thanh kiếm kia lao tới mà không buồn né tránh. Vút! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh kiếm đó cứ thế xuyên qua giữa ấn đường của Lục Thiên. Mọi người ngẩn ra. Thế nhưng một giây sau, sắc mặt của tất cả mọi người đều biến đổi kịch liệt. Đây không phải là bản thể. Mọi người đồng loạt di chuyển tầm mắt, lúc này, một tia chớp khủng bố không biết đã lao tới trước mặt Diệp Quân từ lúc nào, vừa tới trước mặt Diệp Quân, không gian gần trăm trượng xung quanh Diệp Quân cứ thế nứt ra. Mọi người kinh hoàng. Bọn họ đã sớm biết về tốc độ của Diệp Quân, nhưng bọn họ không ngờ tốc độ của Lục Thiên này cũng nhanh tới vậy, không chỉ tránh được nhát kiếm khủng bố đó của Diệp Quân mà còn có thể tiến hành phản kích. Ầm ầm. Đột nhiên, tia chớp bao trùm lấy Diệp Quân, không gian của khu vực mà Diệp Quân đang đứng cũng nứt lìa. Mọi người lại ngơ ngác, bởi vì bọn họ không nhìn thấy Diệp Quân. Thế nhưng cùng lúc này, một số người có thực lực tương đối mạnh đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn họ nhìn thấy một tia kiếm quang xuất hiện phía sau lưng Lục Thiên. Cảm nhận được luồng kiếm lao tới phía sau lưng, Lục Thiên đột nhiên cau mày, gã không ngờ Diệp Quân lại có thể tránh được đòn ban nãy của gã. Nhát kiếm ngoài dự tính này khiến cho gã rất bị động. Không thể không lật ngửa một số con át chủ bài. Lục Thiên siết chặt hai tay lại. Đột nhiên, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, thâm nhập vào trong cơ thể gã. Trong nháy mắt, một làn sóng chớp đáng sợ bộc phát ra từ vị trí mà gã đang đứng. Trong tích tắc, một bóng người bị chấn động tới độ liên tiếp lùi ra bên ngoài mấy chục trượng. Chí cảnh. Đúng vào lúc này, tất cả mọi người đột nhiên kinh hô. Chí cảnh. Nghe thấy câu nói này, tất cả mọi người đều sững sờ. Lục Thiên đã đạt tới chí cảnh luôn rồi sao? Không đúng. Lúc này, lại có người kinh hô, tia chớp của gã có ánh đỏ nhàn nhạt. Gã là, đây là ẩn kiếp chí cảnh trong truyền thuyết. Trời đất ơi! Ẩn kiếp chí cảnh. Những người đang có mặt đa số là đệ tử của thế gia và tông môn, vậy nên mặc dù bọn họ chưa từng được trông thấy, nhưng vẫn từng nghe nói tới cảnh giới ẩn giấu này. Không gian lại trở nên sục sôi. Cường giả chí cảnh trẻ tuổi như vậy đã là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt rồi. Có thể nói, cho dù xét trong lịch sử của cả thư viện Quan Huyên cũng có thể xếp ở thứ hạng cao. Hơn nữa còn là ẩn kiếp chí cảnh. Đây rõ ràng là yêu nghiệt trong số yêu nghiệt, thiên tài trong số thiên tài. Những thế gia và tông môn lựa chọn ủng hộ Lục Thiên lúc này càng phá lên cười một cách điên cuồng. Bọn họ cược đúng rồi. Đứng trên trụ đá quan sát trận đấu, Trần Quan Tử nhìn hai người Diệp Quân phía bên dưới, vẻ mặt bình tĩnh. Phía sau lưng y, trong mắt nhóm kiếm tu của kiếm tông lại hiện lên vẻ lo lắng. Chí cảnh. Hơn nữa còn là ẩn kiếp chí cảnh, đây là điều mà bọn họ hoàn toàn không thể ngờ tới. Trên đài sinh tử, Diệp Quân nhìn Lục Thiên phía xa, vẻ mặt bình tĩnh. Lục Thiên cũng không phí lời thêm, gã mở lòng bàn tay ra. Một tia chớp đột nhiên từ trên đầu giáng xuống, sau đó rơi vào trong lòng bàn tay gã, uy lực cường đại khiến cho thời không xung quanh gã rung lên kịch liệt, cực kỳ kinh người. Uy lực của cường giả chí cảnh. Diệp Quân đột nhiên nói, ngươi lại là chí cảnh cơ đấy. Lợi hại thật. Nghe vậy, Lục Thiên thầm đắc ý trong lòng, đột nhiên cười lớn, đang định nói gì đó, nhưng cùng lúc này, Diệp Quân lại biến mất. Kinh lôi. Dưới sự trợ giúp của thân pháp kỹ từ kinh lôi, tốc độ của Diệp Quân lập tức đạt tới cực hạn. Vút. Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, nhát kiếm này của Diệp Quân đâm thẳng vào yết hầu của Lục Thiên. Trong tích tắc, cả đất trời chợt trở nên yên tĩnh. Lúc này con người của đám người ủng hộ Lục Thiên như muốn nứt ra, tim như nảy lên tận cuống họng. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ sững sờ. Phải nói rằng tất cả mọi người đang có mặt đều ngẩn ra. Không sao. Nhát kiếm đó của Diệp Quân đâm vào yết hầu của Lục Thiên, nhưng Lục Thiên lại không sao cả. Lục Thiên nhìn Diệp Quân, nhếch miệng cười, không ngờ được nhỉ. Ta còn là một thể tu. Vừa dứt lời, hai tay gã siết lại, đột nhiên, vô số tia chớp bộc phát ra từ bên trong cơ thể gã. Lúc này, Diệp Quân lại lùi về phía sau, nháy mắt đã lui ra bên ngoài cả trăm trượng. Khi hắn vừa dừng lại, không gian trước mặt cứ thể vỡ vụn.
một khe nứt thời không khổng lồ dài cả trăm trượng xuất hiện trước mặt hắn và Lục Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của đám người bên phía kiếm tông đều trở nên nghiêm trọng. Bọn họ cũng không ngờ Lục Thiên này lại là một thể tu. Thể đạo song tu. Điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Quân nhìn Lục Thiên phía đối diện, trầm mặc không nói. Thể tu. Hắn cũng lần đầu gặp được, hắn biết rất nhiều lúc thể tu còn khiến cho người ta đau đầu hơn cả thần thuật sư, kiểu thể tu mạnh như vậy, chỉ cần ngươi không phá được phòng ngự của gã thì gã sẽ mãi mãi là bất bại. Hắn không ngờ Lục Thiên này còn là một thể tu. Quả thực hơi bất ngờ. Thế nhưng điều này lại càng thú vị hơn. Diệp Quân nhếch mép nở một nụ cười này có phần nham hiểm. Lục Thiên đang định nói gì đó, đột nhiên Diệp Quân nhảy lên trước một bước đồng thời chỉ điểm. Vút, một tiếng kiếm kêu đột nhiên vang vọng khắp không gian, ngay sau đó, trong ánh mắt của tất cả mọi người, một thanh phi kiếm lao tới trước mặt Lục Thiên. Mà lần này Lục Thiên lại chẳng hề né tránh, để mặc cho thanh phi kiếm đó chém thẳng vào giữa trán của gã. Kiếm quang bộc phát ra từ giữa ấn đường của Lục Thiên, nhưng gã lại chẳng hề hấn gì, bình thản đối chọi lại nhát kiếm này. Diệp Quân không xuất kiếm nữa, hắn nhìn Lục Thiên, không nói gì cả. Lục Thiên khẽ cười, chỉ có thế này thôi sao? Nói xong, gã đột nhiên bay lên không trung, hai tay kết ấn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, một pháp thân kim quang cả nghìn trượng xuất hiện sau lưng gã, cùng với sự xuất hiện của pháp thân kim quang này, thời không trong phạm vi gần nghìn trượng cứ thế rung lên kịch liệt. Ngay sau đó, từng luồng áp lực khủng bố không ngừng bộc phát ra từ bên trong pháp thân nghìn trượng kia, một số người đứng gần đột nhiên có cảm giác khó thở như có hàng vạn ngọn núi đổ ập xuống. Diệp Quân nhìn pháp thân nghìn trượng trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh như nước. Lúc này, Lục Thiên đột nhiên lại kết ấn, thủ pháp của gã biến động, rất nhanh, từng luồng khí tức khủng bố bộc phát ra từ trong cơ thể gã. Ngay sau đó, gã đột nhiên chỉ điểm Diệp Quân, vô lượng kiếp. Ầm ầm. Đột nhiên, không gian phía trên đài sinh tử nứt ra, ngay sau đó, vô số tia sét màu đỏ nhạt bay ra từ trong thời không bị nứt đó. Trong nháy mắt, không gian xuất hiện gần 100.000 tia sét. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên trong cơ thể Diệp Quân đột nhiên có 10 thanh phi kiếm lao ra, 10 thanh phi kiếm đồng loạt lao thẳng về phía trước mặt pháp thân nghìn trượng kia. Lúc này, tay phải của pháp thân nghìn trượng mạnh mẽ áp chế xuống bên dưới, luồng áp lực khủng bố đổ ập xuống, 10 thanh phi kiếm bị áp chế dừng lại tại chỗ. Cùng lúc này, vô số tia sét giống như một mạng lưới đổ ập xuống người Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên biến mất khỏi vị trí cũ. Vút, ven đường Diệp Quân lướt qua, tất cả những tia sét đó đều bị hắn chém nát, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt đã giết tới trước mặt Lục Thiên. Trong mắt Lục Thiên lóe lên nụ cười lạnh lùng. Bởi vì gã phát hiện ra Diệp Quân không phải đại kiếm đế, căn bản chẳng thể phá được thân xác của gã. Chỉ cần không thể phá được thân xác của gã thì gã sẽ vĩnh viễn là bất bại. Mà điểm gã phải chú ý duy nhất là Diệp Quân sở hữu thanh thần kiếm đặc biệt đó, có điều gã cũng có đường lui, bởi vì đạo ấn trong cơ thể gã đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào. Chỉ cần Diệp Quân sử dụng thần kiếm thì gã sẽ tung ra đạo ấn. Ở trước mặt đạo ấn, bất cứ thanh kiếm nào cũng phải quỳ lạy. Đúng vào lúc này, Diệp Quân đột nhiên tung ra một nhát kiếm này vẫn nhắm thẳng vào trán của Lục Thiên. Thế nhưng vào khoảnh khắc Diệp Quân xuất kiếm, sắc mặt Lục Thiên lại lập tức biến đổi, gã muốn lùi ra sau, tuy nhiên đã không còn kịp nữa. Ầm ầm. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiên bị nhát kiếm này làm chấn động tới mức bay ra bên ngoài cả trăm trượng. Pháp thân nghìn trượng mà gã để lại chỗ cũ cứ thế vỡ vụn, ngoài ra còn có thời không trong phạm vi nghìn trượng cũng vỡ nát theo. Chỉ trong khoảnh khắc, cả đài sinh tử chợt trở nên tối thui. Thế nhưng đã được khôi phục ngay lập tức. Lúc này, pháp thân nghìn trượng đã hoàn toàn vỡ vụn, những tia sét xung quanh cũng hóa thành mảnh vụn rơi xuống. Lâm giới. Nhát kiếm này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Tuy nhiên Lục Thiên vẫn chưa chết. Giữa trán Lục Thiên có một hư ảnh yêu thú đó dùng hai tay bảo vệ lấy trán của gã một cách gắt gao. Hai tay toàn là vảy dày màu đen đã xuất hiện vết nứt, nhưng Lục Thiên lại không có hề hấn gì. Thần Huyền Vũ. Có người trong đám đông kinh ngạc hô lên, Thần Huyền Vũ một trong số 4 thần thú của yêu tộc,
thần huyền vũ này được mệnh danh là yêu thú có phòng ngự mạnh nhất bên dưới tinh không, nó lại dung hợp vào làm một với người mang thiên mệnh, cùng sử dụng phòng ngự. Trời đất ơi, bọn họ liên kết thì thua kiểu gì được? Thần huyền vũ. Trong thư viện quan huyên có 4 đại gia tộc, yêu tộc cũng có 4 tộc yêu thú siêu cấp, lần lượt là tộc thiên long, thần huyền vũ, chu tước và liệt thiên thần hổ. Trong đó khả năng phòng ngự của thần huyền vũ là đáng sợ nhất. Khả năng phòng ngự còn hơn cả tộc thiên long. Lúc này, lục thiên và yêu thú thần huyền vũ dung hợp lại, tức là lục thiên có thể phòng ngự cùng thần huyền vũ. Diệp quân phá vỡ thế nào được? Lục thiên chắc chắn bất khả chiến bại. Những người ủng hộ lục thiên đều nở nụ cười tươi rói. Thắng chắc rồi. Trên đài sinh tử, Diệp quân nhìn lục thiên, hắn cũng hơi bất ngờ, bởi vì hắn không ngờ trong người lục thiên lại có yêu thú. Hơn nữa, con yêu thú này ít nhất cũng cấp tiên. Lớp phòng ngự này, hắn không thể phá nổi. Tiểu tháp nói, dùng kiếm hành đạo. Diệp quân lắc đầu, không được. Tiểu tháp khó hiểu, tại sao? Diệp quân nhìn lục thiên và yêu thú thần huyền vũ, cười nói, bọn chúng không xứng. Tiểu tháp. Vù. Lúc này, tiếng kiếm vang lên từ trên người Diệp quân. Đó là tiếng của kiếm hành đạo. Giác. Trời đất chấn động, cùng lúc đó, ở kiếm tông xa xôi, tất cả thanh kiếm đều chấn động kịch liệt. Đây là đang sợ hãi. Tiểu tháp vội vàng nói, đại ca, người đừng khiêu khích nó nữa. Vũ trụ quan huyên sẽ không còn nữa đâu. Diệp quân nghiêm mặt, vội vàng an ủi kiếm hành đạo. Hắn cũng sợ kiếm hành đạo gây chuyện, thanh kiếm này khác với những thanh kiếm khác, nó có thể tự ý giết người. Hơn nữa tự nó giết người còn lợi hại hơn hắn. Hắn có cảm giác hắn đã hạn chế được phát huy của kiếm. Thật quái lạ, nhưng kiếm hành đạo rất tài giỏi. Chẳng mấy chốc kiếm hành đạo đã bình tĩnh lại. Diệp quân thở phào nhẹ nhõm, còn lục thiên ở đối diện đang nhíu mày, gã biết tiếng kiếm lúc nãy là do thanh kiếm đặc biệt của Diệp quân phát ra. Âm thanh của kiếm có uy lực chấn động thời không? Ít nhất là cấp giản. Cao hơn cấp giản một bậc là cấp chân. Cho dù là cấp chân trong truyền thuyết thì đã sao? Lục thiên cười khẩy. Đạo ấn của gã vô cấp bậc. Trên đầu lục thiên, yêu thú huyền vũ nhìn chằm chằm vào Diệp quân bằng ánh mắt sát khí. Nhát kiếm lúc nãy của người này đã khiến nó bị thương. Thật đáng chết. Lục thiên tiến lên một bước, tay phải gã nắm chặt thành nắm đấm, yêu thú huyền vũ trên đỉnh đầu hắn cũng nắm tay lại thành quyền. Lục thiên nhìn Diệp quân, nở nụ cười nham hiểm, gã hung hăng đấm một nắm đấm, huyền vũ phá. Khoảnh khắc tung quyền, thần huyền vũ trên đỉnh đầu gã cũng tung cú đấm. Một người một yêu hợp lực lại. Bùm. Một đạo quyền ấn đáng sợ quét qua, trong quyền ấn chứa sức mạnh mạnh mẽ, vừa xuất hiện, thời không vạn dặm xung quanh chấn động, sau đó vỡ nát. Uy lực của cú đấm này thật đáng sợ. Đối diện với lục thiên, Diệp quân vẫn bình tĩnh nhìn quyền ấn phóng tới. Phải nói là rất mạnh. Một cú đánh này đủ để phá hủy một tòa thành. Dù sao cũng là yêu thú cấp tiên. Lúc quyền ấn chỉ cách Diệp quân vài trượng. Bùm! Đột nhiên! Một luồng khí tức đáng sợ từ nội thể Diệp quân tỏa ra, một giây sau, một con rồng khổng lồ từ trong cơ thể Diệp quân bay vút lên. Bùm! Bỗng chốc, quyền ấn kia đã bị con rồng khổng lồ đánh bay, con rồng không hề dừng lại, nó lao thẳng về phía lục thiên và thần huyền vũ. Con rồng đi qua đâu, không gian lập tức bị hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, con người lục thiên đột nhiên co rút lại, lúc này... Thần huyền vũ trên đỉnh đầu gã che hai tay trước mặt, bất động như núi. Ngay lập tức, tấm quy giáp huyền vũ hư ảo bao phủ lục thiên. Bùm! Con rồng khổng lồ đánh tới, quy giáp huyền vũ chấn động kịch liệt, lục thiên lùi lại mười mấy trượng. Không gian sụp đổ, nhưng lục thiên không hề tổn hại gì. Con rồng khổng lồ không ra tay nữa, mà biến thành một cô gái xuất hiện bên cạnh Diệp quân. Ngao thiên thiên! Tộc thiên long! Thấy vậy, sắc mặt những đệ tử thế gia và tông môn ủng hộ lục thiên đều trầm xuống. Bọn họ biết tộc thiên long ủng hộ Diệp quân, nhưng bọn họ không ngờ thiếu tộc trưởng Ngao Thiên Thiên của tộc thiên long lại đồng ý hợp tác với Diệp quân. Lúc này, một vị đệ tử thế gia chế nhạo, trước đây có người nói Ngao Thiên Thiên là thiên tài vạn năm có một của tộc thiên long, nhưng bây giờ xem ra, chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Có người phụ họa theo, thiên tài ư, ta thấy ngu ngốc thì đúng hơn.
không chọn người mang thiên mệnh, lại đi chọn Diệp Quân không có ai chống đỡ, đúng là ngu xuẩn. Một người đàn ông nói, Ngao Thiên Thiên này có thể trở thành thiếu tộc trưởng của tộc Thiên Long, chắc chắn không hề ngu ngốc, cô ta chọn Diệp Quân chắc chắn là có lý do, hơn nữa ta thấy Diệp Quân này cũng khá mạnh. Mọi người lập tức nhìn người đàn ông, có người tức giận mắng chửi, ngươi có ý gì hả? Ngươi coi thường Lục Thiên Sư huynh sao? Ngươi định tạo phản à? Mọi người cũng tức giận nhìn người đàn ông. Sắc mặt người đàn ông trở nên khó coi. Có lúc, không nên đưa ra ý kiến trái chiều. Trên đài sinh tử, Lục Thiên nhìn Ngao Thiên Thiên, ta chưa từng nghĩ tộc Thiên Long lại lựa chọn như vậy. Ngao Thiên Thiên cười nói, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ tộc Thiên Long ta sẽ chọn ngươi? Đối đầu trực diện, Lục Thiên cười, giỏi, giỏi lắm. Gã đột nhiên xòe tay ra, thần huyền vũ trên đỉnh đầu gã chắp tay lại, thầm niệm chú. Diệp Quân bên cạnh Ngao Thiên Thiên bình tĩnh hỏi, nó đang làm gì vậy? Ngao Thiên Thiên trầm giọng nói, thi triển thần thông. Diệp Quân hơi bất ngờ, yêu thú cũng biết thần thông sao? Ngao Thiên Thiên gật đầu, biết, hơn nữa thần thông của nó còn mạnh hơn loài người. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn Lục Thiên và yêu thú thần huyền vũ, lúc này, thần huyền vũ phóng lên trời, khôi phục lại nguyên hình. Bùm! Một con yêu thú huyền vũ dài ngàn trượng đứng sừng sững trên bầu trời, một luồng uy lực của yêu thú đáng sợ quét xuống. Lục Thiên đột nhiên xuất hiện trên đầu huyền vũ, gã xòe tay phải ra, một đạo pháp ấn xuất hiện trong tay gã. Gã nhìn xuống Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên, trong mắt đầy vẻ thù địch, gã vung mạnh tay phải xuống, phá vỡ trời đất. Phá vỡ trời đất! Rầm ầm! Yêu thú huyền vũ nghiêng người đập mạnh xuống, một đạo thù ấn khổng lồ quét qua. Bùm! Cả đài sinh tử bắt đầu nứt lìa, thời không xung quanh hoàn toàn sụp đổ. Đạo thù ấn này kết hợp sức mạnh của Lục Thiên và yêu thú, đủ để phá vỡ trời đất. Thấy vậy, vẻ mặt của mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Uy lực này thật đáng sợ. Giờ phút này, thời không cũng mỏng manh như tờ giấy. Mọi người đều kinh hoàng. Ngay cả vài lão quái thú ẩn mình trong bóng tối cũng kinh ngạc. Lúc này, Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, ta sẽ xem màn trình diễn của công tử. Vừa dứt lời, cô ta bước đến trước mặt Diệp Quân, ấn vào giữa lông mày của Diệp Quân. Diệp Quân sững sờ. Lúc này, hai người không phải rất gần, mà là dính chặt vào nhau. Thậm chí, môi của Diệp Quân còn chạm vào môi của Diệp Thiên Thiên. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi Diệp Quân, khiến hắn hơi lúng túng. Trong lòng tự hỏi Thiên Thiên cô nương đang làm gì? Sao cô ta lại gần như vậy? Lúc Diệp Quân đang nghi hoặc, Ngao Thiên Thiên đã hóa thành một tia sáng tiến vào cơ thể hắn, dung hợp cùng hắn. Bùm! Ngay lập tức, một luồng khí tức đáng sợ bùng ra từ cơ thể Diệp Quân. Một bước đăng phong tạo cực. Ngao Thiên Thiên dung hợp với Diệp Quân không chỉ về khả năng phòng ngự đặc biệt và sức mạnh của tộc Thiên Long, mà còn cả cảnh giới của cô ta. Lúc này, Diệp Quân đã một bước lên tới cảnh giới đăng phong tạo cực. Sau khi đạt đến đăng phong tạo cực, Diệp Quân ngẩng đầu lên, hắn dậm mạnh chân phải. Vù! Một đạo kiếm quang phóng lên trời. Diệp Quân bước tới đâu, thời không sụp đổ đến đó. Lúc này, hắn không chỉ đạt tới đăng phong tạo cực mà còn có được sức mạnh Thiên Long của Ngao Thiên Thiên. Chỉ một cú đạp cũng có thể phá vỡ thời không. Dưới ánh mắt của mọi người, kiếm của Diệp Quân chém thẳng vào đạo thú ấn kia. Bùm! Đạo thú ấn vỡ vụn, chấn động trời đất. Diệp Quân chưa dừng lại, hắn hóa kiếm quang chém về phía Lục Thiên và yêu thú thần huyền vũ. Nhát kiếm này có thể phá vỡ trời đất. Thấy cảnh đáng sợ này, sắc mặt của Lục Thiên và yêu thú thần huyền vũ chợt thay đổi, yêu thú huyền vũ nghiêng người, biến ra quy giáp huyền vũ bảo vệ Lục Thiên. Kiếm phóng tới. Bùm! Kiếm chém lên yêu thú huyền vũ, sức mạnh đáng sợ khiến quy giáp huyền vũ nứt ra. Thấy vậy, những đệ tử thế gia và tông môn ủng hộ Lục Thiên bắt đầu trở nên căng thẳng. Lúc này, Diệp Quân đột ngột đâm một nhát kiếm. Bù! Lúc xuất kiếm, thời không trong bán kính ngàn trượng đều nổ tung. Quy giáp huyền vũ cũng chấn động kịch liệt, sau đó nứt lìa, cùng lúc đó, sức mạnh mạnh mẽ cũng đẩy thần huyền vũ lùi xa trăm trượng. Khi thần huyền vũ dừng lại, vảy trên người nó đã nứt ra, máu tươi không ngừng tuôn trào. Thấy vậy, vô số người sững sờ.
thật sự có thể phá vỡ phòng ngự của Thần Huyền Vũ sao? Thần Huyền Vũ vừa dừng lại, một nhát kiếm nữa chém tới với tốc độ kinh người, Thần Huyền Vũ còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm chém trúng. Xẹt! Quy giáp huyền vũ của Thần Huyền Vũ bị chém nứt, một dòng máu tươi phun ra. Thần Huyền Vũ gầm lên, tiên tổ phù hộ, bất động như núi. Bùm! Một luồng sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể nó bộc phát, một chiếc quy giáp huyền vũ màu vàng như ngọn núi nhỏ bao chặt lấy nó. Cùng lúc đó, Diệp Quân lại vung kiếm chém tới. Rầm! Quy giáp huyền vũ màu vàng chấn động lịch liệt, một luồng sức mạnh phản ngược lại. Bùm! Diệp Quân đang xuất kiếm bị đánh bay ra xa trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, không gian hàng trăm trượng phía sau hắn sụp đổ. Nhưng đã được khôi phục trong chốc lát. Có pháp tắc thiên đạo nên thời không được khôi phục liên tục. Diệp Quân vừa dừng lại, thời không trước mặt hắn bị chia cắt, một giây sau, một con yêu thú lao ra. Cẩn thận! Diệp Quân nhớ ra lời Ngao Thiên Thiên trong thức hải, ngay sau đó, một chiếc hộ giáp kim long bao phủ Diệp Quân. Bùm! Con yêu thú kia đâm thẳng vào hộ giáp kim long, trong chốc lát, hộ giáp kim long vỡ vụn, Diệp Quân lùi ra xa trăm trượng. Sau khi nhìn rõ yêu thú kia, mọi người đều kinh ngạc. Có người kêu lên, đó là Liệt Thiên Thần Hổ, có lực công kích hung hãn nhất trong bốn đại thần thú. Nó cũng dung hợp với Lục Thiên. Trời ơi! Bùm! Mọi người còn chưa kịp định thần lại, trong cơ thể Lục Thiên đã bộc phát một luồng khí tức đáng sợ, ngay sau đó, một quả cầu lửa phóng lên trời. Bùm! Trong nháy mắt, bầu trời bị thiêu cháy thành hư vô. Chu Tước! Tất cả mọi người đều sững sờ. Một người được ba loại thần thú bảo vệ, chưa phục. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Bao gồm cả đám người kiếm tông. Bọn họ không ngờ rằng Lục Thiên lại có được sự dung hợp của ba loại thần thú. Đây là chuyện quả thực chưa từng có. Hơn nữa, còn là ba loại thần thú chứ không phải yêu thú bình thường. Khác với sự khó tin của kiếm tông, đám đệ tử tông môn, thế gia ủng hộ Lục Thiên ngay lập tức sôi sục. Lúc này bọn họ như được tiêm thuốc kích thích. Phấn khích đến mức khó lòng kiềm chế được. Được ba loại thần thú bảo vệ. Sao có thể thua? Sao có thể thua được chứ? Trong sân, một số đệ tử tông môn, thế gia nhao nhao gào mồm lên, bộc lộ tâm trạng kích động của mình. Sau khi Diệp Quân dừng lại, hắn nhìn về phía trước, trước mặt hắn là một con thần thú. Liệt Thiên Thần Hổ. Toàn thân Liệt Thiên Thần Hổ đều là màu trắng, cả cơ thể phủ đầy vảy trắng, có hai sừng, có cánh, móng vuốt rất dài khoảng 10 trượng, sắc bén như đao, tỏa ra ánh sáng lạnh băng, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi móng vuốt này đã phá vỡ thần giáp thiên long. Liệt Thiên Thần Hổ, một trong bốn đại thần thú, có sức tấn công mạnh nhất. Giờ phút này, Liệt Thiên Thần Hổ nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt đằng đằng sát khí và hung tợn, muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Ở phía chân trời, một con chu tước dài gần ngàn trượng đang bay lượn, toàn thân nó được thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ rực, khi nó vỗ hai cánh, không gian vừa mới được tái tạo lại lập tức vỡ vụn. Cực kỳ kinh khủng. Không chỉ vậy, với sự xuất hiện của nó, nhiệt độ trong sân đột ngột tăng lên mấy chục lần. Năng lượng thiêu đốt cường đại khiến không gian xung quanh không chịu nổi, bắt đầu tan chảy từng chút một. Lúc này, Ngao Thiên Thiên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, cô ta nhìn ba con thần thú với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đây là điều mà cô ta không ngờ tới. Ba tộc thần thú vậy mà đều chọn Lục Thiên. Ngao Thiên Thiên khẽ nhíu mày nhìn về phía Lục Thiên, chẳng lẽ đây thật sự là hậu duệ của kiếm chủ nhân gian sao? Nếu không, những thần thú kia không thể nào đi theo Lục Thiên. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên thấp giọng nói, Thiên Thiên cô nương. Ngao Thiên Thiên nhìn về phía Diệp Quân cười nói, bây giờ bảo cô rút lui cũng không ổn lắm, nên cô có bằng lòng cùng ta đánh một trận với bọn họ không? Ngao Thiên Thiên khẽ nhếch khóe miệng, dĩ nhiên. Hậu duệ kiếm chủ nhân gian ư? Cho dù Lục Thiên là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì sao chứ? Ngao Thiên Thiên vẫn coi thường như cũ. Danh tiếng là của cha mẹ hắn, không phải của hắn. Mặc dù Ngao Thiên Thiên không phải là thiên tài tuyệt thế, nhưng cô ta kiêu ngạo. Không phải người cô ta nhìn chúng, cho dù ngươi có là con trai của kiếm chủ nhân gian thì ta cũng không thèm để ý tới ngươi. Nghe thấy Ngao Thiên Thiên nói vậy,
Diệp Quân lập tức mỉm cười, hắn quay đầu nhìn Lục Thiên ở phía xa, lúc này, xung quanh Lục Thiên có con thần thú đang giang tay bảo vệ gã. Trong mắt mọi người, Lục Thiên chắc chắn sẽ thắng. Ba thần thú, hơn nữa đều là cấp tiên. Sao có thể thua được chứ? Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười khẽ tiếp tục. Diệp Quân nhìn Ngao Thiên Thiên, cô ta khẽ mỉm cười, rồi đi đến trước mặt Diệp Quân, khuôn mặt Diệp Quân bỗng cứng đờ. Nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Quân, đôi mắt của Ngao Thiên Thiên lóe sáng, cô ta đến gần hắn, sau đó áp sát vào người Diệp Quân. Diệp Quân vẫn hơi mất tự nhiên. Lúc này, Ngao Thiên Thiên lại càng yêu thích người đàn ông trước mặt mình hơn. Bởi vì Diệp Quân không hề biết rằng, khi lựa chọn hợp nhất với hắn, Ngao Thiên Thiên có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn. Người đàn ông trước mặt này thực sự không hề có ý nghĩ xấu xa nào cả. Nhưng như vậy càng khiến người khác yêu thích hơn. Đột nhiên, Ngao Thiên Thiên biến thành một tia sáng, nhập vào trong cơ thể Diệp Quân. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Liệt Thiên Thần Hổ, trong mắt Liệt Thiên Thần Hổ hiện lên sát khí, con kiến nhỏ bé kia, ngươi nhìn cái gì? Diệp Quân khẽ cười, bước lên phía trước một bước. Bù! Thời không nứt lìa. Một thanh kiếm đâm thẳng tới trước mặt Liệt Thiên Thần Hổ. Liệt Thiên Thần Hổ đột nhiên gầm lớn một tiếng, nhảy dựng lên rồi đánh một chưởng về phía Diệp Quân. Nó là một trong bốn đại thần thú, sao có thể sợ loài người chứ? Nhưng lúc này, Diệp Quân lại đột nhiên xuất kiếm. 10 nhát kiếm liên tiếp. Nhưng lần này, sau khi đánh ra 10 nhát kiếm, hắn hoàn toàn sững sờ. Bởi vì quá dễ dàng. Giống như ăn cơm vậy. Hơn nữa, uy lực cũng tăng gấp mấy lần. Quá khó tin. Có thêm Ngao Thiên Thiên trợ giúp, thật sự quá lợi hại. Chẳng trách người ta nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Hóa ra là thật. Khi Diệp Quân đánh ra liên tiếp 10 nhát kiếm, dường như Liệt Thiên Thần Hổ đã phát hiện ra điều gì đó, con ngươi của nó đột nhiên co rụt lại, muốn rút lui nhưng đã quá muộn. Không thể lui thì chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó. Liệt Thiên Thần Hổ phát ra một tiếng gầm giận dữ, dùng tất cả sức mạnh tấn công. Kiếm đánh tới. Dưới ánh mắt của mọi người, nhát kiếm của Diệp Quân đâm thẳng vào móng vuốt của Liệt Thiên Thần Hổ. Trong nháy mắt, móng vuốt của Liệt Thiên Thần Hổ bị xé nát. Tuy nhiên, kiếm Long Ngâm cũng bị vỡ vụn theo. Không chỉ Liệt Thiên Thần Hổ không chịu nổi sức mạnh lúc này của Diệp Quân, mà ngay cả kiếm Long Ngâm cũng không chịu đựng được, nhất là khi trong đó còn có sức mạnh của Liệt Thiên Thần Hổ. Khi móng vuốt của Liệt Thiên Thần Hổ vỡ nát, toàn thân nó cũng bị rạn nứt. Liệt Thiên Thần Hổ kinh hãi, đang muốn lui lại, nhưng lúc này, Diệp Quân đã lao tới trước mặt nó. Sau đó Diệp Quân đột nhiên giẫm lên đầu Liệt Thiên Thần Hổ dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Bụp! Liệt Thiên Thần Hổ bị hắn dùng chân giẫm lên mặt đất, trong nháy mắt mặt đất nổ tung, gần như cùng lúc đó, Diệp Quân xuất hiện ở bên cạnh đầu Liệt Thiên Thần Hổ, giơ kiếm ngang trước mặt Liệt Thiên Thần Hổ, ta thấy ngươi vẫn còn chưa phục. Liệt Thiên Thần Hổ giận dữ gầm lên, lúc này, Diệp Quân hung hăng đâm về phía trước. Vèo! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 18.